Trời ơi mau về đây, về bên ánh lửa mau về đây. Trời ơi tao chán mau về đây. Thôi để tao soạn đồ cho khách cái. Sao xin sai được? Dạ luôn ạ. Bây giờ nó hỏi. Nè. Hello mấy chị, hello mấy chị. Chị Yên có đặt mở này không? Em chưa thấy lên đơn có. Từ từ nha. Giày chung cà phê sữa vậy luôn. Ủa cái giày đó. Giày giày chung đó chị không đặt đen hả? Em nói mấy chị mà cái lô hàng Quảng Châu này mấy chị mà về một phát là nè đang trên đường về khoảng cỡ ngày mai ngày mốt tới nè. Trời ơi, cái lô này về nè, có sụp nè, sụp 3 phân nè. Nè, có sụp 3 phân, 4 phân nè, cái lô này ngày mai ngày mốt về là mấy chị chết với em. Nè, có màu này nữa nè. Đó, thấy chưa? Chết. Mấy chị chuẩn bị trốn thiền nữa rồi. Thiệt. Chuẩn bị trốn thiền rồi nè. Cho mấy chị coi hàng em về nè. Nè, cho mấy chị coi hàng về nè, 5 phân mà đẹp không? Ôi, coi đi ha. Chết không kịp ngáp luôn. Chết chết chết. Không có thở nổi luôn. Nè cho coi hàng nè. Hàng đó không si nhê với thằng này đâu. Cho coi cái si sập xỉu liền. Hàng này mà coi một phát ha. Đừng có nói gì hết nha. Tối chị đặt ngang la. Hàng này mấy chị coi hàng một phát. Mấy chị xỉu liền. Nè coi hàng đi. Rồi ghiền. Coi hàng đi. Coi hàng giá này là giá rất là rẻ luôn. Đầm buổi trưa xuất sắc. Chưa đâu. Làm dư nhiêu đưa hết cho Yên hết. Bấm cho em xin nút chia sẻ đây nè. Coi hàng về nè. Hàng này đi dành lộn nha Bích Thủy. Nói nghe nha. Hàng này đi dành lộn. Tổng cộng là gần 10 bao tải nè. Cho coi cái khúc này thôi nè. Đó, cho coi cái khúc này thôi ha. Bên kia nữa ha. Chưa đưa lên lầu hết. Ở dưới kia còn mấy bao tải nữa. Hàng đầm xúc này là đi dành lộn nha mấy chị. Em like xong em đi một phát rồi về đi ăn không kịp. Nên mấy chị thấy trẻ. Bé Lùng với bé Bi chưa kịp ăn luôn. Tội nghiệp hai đứa. Ngồi ngóc mỏ như mỏ chó nè. Chờ đồ ăn về. Đó, mấy chị thấy con em khổ không? Giờ like đó. Ba hai ná ngồi ăn đó. Hai ná giờ ngồi ăn đỡ khô mực á. Không có kịp thời gian, em nói thiệt với mấy chị nè. Nói thiệt luôn, không phải nói dối. Tin nhắn về chưa giải quyết đơn hàng cho khách luôn nè. Tin nhắn về chưa giải quyết đơn hàng cho khách rồi. Set này có 60kg không chị? Có chị. Rồi hãy coi dạng 240k. Trời ơi, không kịp là có thiệt nha nè. Còn một đống tin nhắn chưa trả lời khách. Tối đi trả lời khách. Bây giờ vô lấy cho chị Nguyễn Chí Thiện ba cái con áo 200 đây sấy trên L. Đen trắng Nguyễn Chí Thiện Hồ Chí Minh. Lùng ghi đi con ơi. Nguyễn Chí Thiện Hồ Chí Minh. Ba áo 600. Rồi lên đồ nha cho em cái xin cái chia sẻ đi mấy chị. XL ba màu. Trời ơi, nhất là chị mấy chị mà cái những cái mẫu này nha. Tối nay em nói có những con hàng độc cực kỳ rồi không ngủ hay sao mà chốt view. Like xong rồi làm bill. Tối hôm qua biết làm bill tới mấy giờ không Nhung? Like xong là 11 giờ rưỡi phải không? Làm bill xong rồi hơ xong hết là tới 4 giờ sáng. 4 giờ sáng ngủ, giờ ăn uống tắm rửa này kia là 5 giờ. Là ngủ một phát là tới 11 rưỡi, 11 rưỡi dậy một phát là cầm điện thoại check tin nhắn của khách. Với khách đặt hàng chứ không trả lời nó chửi. Là tới 1 giờ trưa là anh Phước thay đồ chở đi. Lấy hàng là tới 3 giờ mấy, 3 giờ rưỡi về tới nhà. 3 rưỡi về tới nhà, 2 giờ chồng ăn được hai tô cháo xong rồi. Là 3 rưỡi là bắt đầu chạy qua like. Like xong rồi nãy đi lấy hàng. Ba cái 600 là mẫu này là chị Thu Phạm. Tại vì cái chị đó đặt 3 màu á.
Nguyễn Chí Thiện 3 cái 600. Quang Hoa Trang lùng nó bỏ ra luôn đi. Dán chi nữa. Đây nè chị, cái mẫu mannequin đang mặc nè chị. Đây nè, có màu trắng, màu đỏ đô và màu đen. Trời ơi, xưởng em may mẫu đẹp không? Trời ơi, xưởng em may đợt này may mấy cái mẫu này là xuất sắc luôn á. Mấy chị không đặt mấy mẫu này là mấy chị sai lầm cả cuộc đời. Trái muối dưa đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà nhiều lúc em ngồi á, tối em làm bill á, mà em thấy tới 30 bill, được 30 bill là em nói được 30 bill là được rồi. Được 30 bill là được rồi, là thu nhập mình trên 1 triệu rồi, là sống được mùa dịch rồi. Đó, em cứ tối nào em làm em cũng nói câu đó hết đó mấy chị. Làm kiếm tiền lên cơm tâm em dắt đi ăn gà nữa. Nhớ nha, cơm tâm tôi không có bạn á, lên chợ không dắt bỏ ta giữ con giữa chợ, bốn trứng giá chết mẹ luôn á. Đó, cho nên nói chung là vui. À, tự nhiên cái mấy bữa nhiều lúc cái xong một bữa livestream chủ nhật, thứ hai làm bill em mới nói trong lòng mình, em nói ôi chết mẹ, tối nay đi bill nhiều quá rồi, ngày mai khách mua đồ gì đâu mua đồ nữa. Em ngày nào em live xong em cũng nói câu đó hết á mấy chị, vậy mà cũng có khách, vậy mà cũng hết mấy chị này rồi tới chị mới cũng nói chung là cũng có khách liên tục đó. Cho nên mùa dịch có mấy chị nhà em không có đói. Còn nếu mà làm không ra nữa mà mấy cái lượng khách bơm hàng nhiều quá thì sao anh cho bảy đi đứng đường. Nè tối nay dành lộn anh ơi, hồi trưa cái chị nào lấy cái nằm 300 quên rồi. Chị Hăng Lê hả? Anh nhắn, bé Lùng nhắn cho cô Hăng Lê vô like đi. Đưa cái đầm kia ra lại, lấy cái mẫu đầm này là size lớn hơn cho cô Hăng Lê. Cho em xin nút chia sẻ nha. Đúng rồi, đúng rồi. Phố, à, lấy 3 cái 72kg, dạ nó là 7V. Nhưng mà, ủa chị Thu Phạm này mua hàng chưa vậy? Mua bên em chưa? Hăng Lê có dấu. Mà chị ơi nó có cái chung bụng, chị đừng có sợ chọc nha. Đó, nếu mà lấy 72kg là nếu lấy size L là chị Thu Phạm sẽ mặc bị ôm. Còn nếu lấy XL thì chị rộng rãi thoải mái. Chị muốn lấy size nào chị tự báo đi. Còn không chị cho em lên chiều cao phân đặng luôn, cái chiều cao luôn em tự chốt size cho. Mà em đi lấy hàng mấy chỗ đó em cũng mê lắm. Tại vì những cái chị này hay làm từ thiện với em á, cho nên em đi lấy hàng mấy cái chỗ này em mê lắm, tại không có hàng. Thực sự là đây là hàng xuất đi cho tụi Mỹ Đen. Thì em lụm lại thứ vài cái người ta mới cho, chứ lụm nhiều ta không cho nha. Cho nên tại sao mấy chị sẽ thấy là nó không có sai nhiều ha. Nó không có sai nhiều nha mấy chị nha. Em có 3 con đầm sai nhỏ nè. Em có 3 con đầm này sai khoảng cỡ, nói chung là sai khoảng cỡ 58-65kg, 67kg cũng vừa ha, 3 con. Em bán cho mấy chị đầu like 100.000 con. Chị nào 65-67kg cũng vừa nha. À cái này chị Tuyên Nguyễn cũng vừa nè. Rồi em bán đầu like cho mấy chị 100.000 mấy con đầm này ha mấy chị ha. 1m6 nặng 72kg, thôi đừng rộng quá. Lấy size L là vừa ôm luôn. Chị Thu Phạm, Thu Phạm này mua đồ bên mình chưa? Thành phố Vũng Tàu. Đưa chị Thu lấy size L nha. 3 con 67kg, 3 con 600 của Tú Anh Đòn. Hơi bị đẹp nha mấy chị, đủ không? Bây size L hết nha. Màu trắng còn không vậy? Màu trắng còn á, chứ chưa bán mà. Chị Thu Phạm 3 con 600. Đầm này là size, mấy chị nghe em đọc đừng hỏi lại. Đầm này là size từ 60-68kg nha. Nói chung là 70kg cũng vừa, tại vì nó là la dông. Mà đầm này mấy chị mặc lên là xin lỗi với mấy chị một câu, là vải nó rất là mềm nha mấy chị nha. Vải mềm lắm, vải cực kỳ mềm. Hồi trưa có cái chị khách gì mà đòi cái dung size số 8 quên rồi ta. Không, 3 áo đầm 100. À, 3 áo đầm 100 hả? Chị cho nên chị comment cái gì vậy? Áo trắng hết, giờ lấy mannequin đi, đút con đỏ vô. Hả? Ba con chị Thu Phạm, 3 con 600 á. Chị Tú Anh Đòn là lấy 3 cái đầm này hả chị Tú Anh Đòn ha, một con. Con này là 100.000 con nè, Tú Anh Đòn, áo trắng, trưa chị lấy một cái chốt chưa, chưa có của Tú Anh Đòn rồi. Anh ơi, Tú Anh Đòn một đầm 100.000. Tú Anh Đòn, à, dạ ok chị Thu, Tú Anh Đòn đầm 100.000. À, ai nữa, Nguyễn Phương Nam, phải Phương Nam không vậy? Phải có Phương Nam không vậy? Nguyễn Phương Thảo. Nguyễn Phương Thảo một cái đầm nè. Nguyễn Phương Thảo 100.000 nè. Không có chuyện gì Phương Nam gì mới chốt gì đây nè. Nguyễn Phương Thảo 100.000 nè. Rồi chị nào chốt đầm này nữa thì chốt cho em nha. Đầm này chỉ có 100.000 đầu like thôi nha mấy chị nha. Đầm này chỉ có 100.000 đầu like, mặt hơi bị đẹp. Đầm này nếu có chị Tuyên Nguyễn là phải sẽ chốt nè. Tại vì chị thích mẫu đầm đắp chéo lắm. Con này thích mặc gì không?
Trời ơi, mặc đồ cho nó lên mày, cho nó ở chuồng nè, mặc áo đỏ vô. Cho mặc đầm hả? Nè, cho mặc đầm bi vô. Nói nghe nè. Nói nhỏ thôi nha. Chốt cho chị chưa? Dạ chốt rồi, bé Lùng chốt cho chị rồi. Ba con 600 của chị Thu Phạm. Hết màu trắng. Đầm này về mặc như tiểu thư á, mặc thêm cái quần hay có quần đùi nữa, ít tù và đủ mà nó đẹp. Nè, hôm nay size chị Thu Phạm hơi bị nhiều luôn. Đầm bi. Chốt kín. Nè, chốt kín cho con bé 100 ngàn nè. Thấy không con? Chốt kín. Chốt kín 100 ngàn cho con bé gì đó. Tôi biết cái tên đó, tôi không nói đâu. Tôi biết tên đó, tôi không nói hả? Nè, cho coi con đầm bi nè. Ha. Cho coi con đầm bi nè mấy chị. Vải nó là lưới nha. Cho coi con đầm bi dễ thương không? Nhưng mà con này á mấy chị, size nó khoảng cỡ dưới 75kg, 65 đến 75kg. Con đầm bi lưới 220 ngàn. Con đầm bi lưới nè. Con bé gì mà chốt không nói tên ơi. Cao 1m6, nặng 90kg. Áo gì mấy? Áo size mấy hả? Nếu mà chị mặc hàng sữa nhà em á thì chị sẽ mặc size XXL, XXL, đắp chéo đẹp mà nhỏ, dạ đúng nhỏ. Chị sẽ mặc XXL, đó là XXL ha. Còn đầm hàng xúc này em sẽ đọc ký cho mấy chị. Con này nè, làm ơn nhẹ nhàng lắm nha. 60 đến 75kg con này. Em nói với mấy chị là con này ha. Em nói thiệt với mấy chị là con này mấy chị không chốt, mấy chị hối hận lắm. Tại vì nó là thun lưới á mấy chị, mà nó lót cái hàng. Nói chung là hàng xúc nó chuẩn không cần phải chỉnh nha. Hàng xúc là chuẩn không cần phải chỉnh đâu. Méo cần phải chỉnh. Hồi trưa mà chị nào chưa chốt kịp đầm yếm nha, là hôm nay chốt nha. Đầm yếm hàng xúc lên một phát chết queo luôn. Chị Hân có ở đây không vậy? Chị Hân Lê có ở đây không vậy? Chị nào mà hôm nay 90-100kg là coi như xỉu. Xỉu sớm. Xỉu sớm chứ không phải xỉu thường nào đây. Coi đầm nè. Coi đầm mà từ 85kg nè. Bi của Tú Anh Đòn 220 nè. Chị Tú Anh Đòn 220. Đây mấy chị. Trời ơi mấy chị coi cái phơm sau lưng đó nè. Mấy chị thấy coi cái phơm sau lưng đẹp không? Hàng xuất luôn 250. Nè, đầm này mà chị nào mà bụng bự, bụng bia, bụng bầu á, bụng ba ba, bụng bò bò gì đó, làm ơn chốt cái con đầm phơm A này đi ha. Làm ơn chốt cái con đầm phơm A. Chị nào mà 90 đến 100kg hãy chốt con đầm này. Không 90 tới 100kg không chốt nha. Con đầm này 90 đến 100kg. Chị nào 90 đến 100kg chốt con đầm này. Chị nào mà thích thích con đầm này quá thì 80 đến 90kg đây. Con này là 80 tới 90kg. Không dám xem livestream thèm mua miếng. Em mà không dám coi livestream mai tao đi đứng đường luôn á Du Mi Trần. Nói thiệt. Không coi mai tao đi đứng đường mày gán chịu luôn á. Đầm về đẹp quá trời, không coi có gì má. Tối nay tôi thử con đầm này cho mấy chị coi nè. 250. Đầm bông size 20 Thanh Thảo Nguyễn. Trời ơi, trưa nay về toàn đầm size chị Thanh Thảo Nguyễn mà hàng xuất có nha, chốt một phát về là không chê vào đâu được. Chị Thanh Thảo Nguyễn nè. À, đang ở đầm đó nè, size 14 nè chị, 14 Q nè chị Thảo. Chị Mai. Đầm đây là 14 Q nè chị. Nhưng mà phơm này á mấy chị mặc A nè, mấy chị không thấy bụng. À 250. Nè lên mẫu đầm 300 nè. Ừ, nó vác 300 nè mấy chị coi thấy tay không? Tay này hầu như mấy chị thấy ca sĩ đồ nó hay mặc cái tay phồng phồng lên đúng không, là đấy nè. Lấy cái đó 90 Võ Thị Thu Hằng nè. Võ Thị Thu Hằng con. 300 ngàn đầm này. Mấy chị nhìn nó quá đơn giản đúng không? Con này sau lưng. Con này cổ tim sau lưng nha. Mấy chị nhìn con đầm này nó đơn giản đúng không? Dạ xin lỗi một câu đi ha. Con đầm này mà đi tiệc một phát nha. Em nói thiệt với mấy chị, trai nó chết rật rật. Dạ em nói cho chị Thảo nghe, đầm này 105kg cũng vừa. Cái size là để cho em lo chị. Tại vì hàng này là hàng tuồn, chị hiểu không? Nhiều lắm chị Liên Ngọc ngồi chơi với em, hôm nay toàn hàng độc không. Em nói rồi, hôm nay 10 bao tải đầm lận. Ai nói láo á, 7 bao tải đầm, 3 bao tải áo. Nói láo, nói láo. Nào nói láo, bà má chết chùm. Rồi nha mấy chị, đầm này có đủ size, đầm 300 nè. Đầm này có đủ size nha. À, để đầm riêng cho chị chưa em.
để đầm rin hồi trưa rồi mà chị mới chốt có một mẫu đầm thôi, em còn hai mẫu đầm rin nữa lận, em còn tới hai mẫu đầm rin nữa lận chị nha. Có quần lửng không? Có, nhưng mà tối nay không lên lửng, tối nay lên đầm chị. Có đầm 300 nè, chị nào thích đi tiệc thêm đôi giày nè, mấy chị đợi hàng giày em về nha, mấy chị đợi đợi giáp phục em về mà còn cỡ mấy ngày nữa có rồi đây nè, mấy chị đợi giùm em nha. Nè phục em về nè mấy chị, đẹp không? Đầm 300 nhiêu ký thi mi? À, size 75 ký phải không? Size số 10 nè. Trời ơi má chị nào 70 ký làm ơn hút cái con đầm này cho tôi chứ tôi chết ly dừng luôn á, thiệt á. Làm ơn chốt chứ không tôi đi chết ly dừng luôn. Size 16 của bé nào đây? Size 16 của bé Hồng Thắm nè. Size 75 ký của Thimmy, size 14 nè. Thimmy nè. Thimmy nè. Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh, đưa của Hồng Thắm lại đây. Ừ. Từ từ để coi cái size này nữa, coi nó đổ ly nước đó nha. Thế giới này là của anh và đây 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 Hồng Thắm đây. Hồng Thắm. Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Hồi trưa mà ai đang dành cái đầm 300 kim tuyến hồi trưa là làm ơn ngồi chờ nha. Tại vì sao? Tại vì về chỉ có đúng hai con thôi. Không có hàng á mấy chị nha. Đợi em. Từng cơn phố gì ở đâu đợi em. Trời ơi, con đầm này mà ta nói, nếu mà lấy cái đầm, dạ lấy cái dâm, ok chị, số 10 phải không, lấy cái dâm. Kỳ Thu Phạm thích mặc ôm giống em. Nè, số 10 70kg nè. Thích sợi dây đeo cổ quá chị ơi. 750. Có Ngọc Khuyết, Cẩm Thạch. Để gì quên tên mẹ rồi. 750. 750 nha. Mua đi chị. Mua đi chị. Hồi trưa giờ mấy chị lấy đầm 250 này chưa? Nè cho coi vải nè, coi vải loan nè đẹp không? Nhưng mà mấy chị mà cầm vô cái vải này là mấy chị mê nha, đầm yếm nè đẹp không? Trời ơi là trời ơi là trời. Em nói mấy chị form đẹp bá cháy bùi chết chó luôn, 250. Nó có hai màu nè, nè. Nè. Em nói mấy chị nghe form đẹp bá cháy bùi chết chó luôn nha. Trời ơi form đẹp lắm, một cái là loan vàng, một cái là xanh. Ai chốt gì mạnh dạn chốt lên nha. Mạnh dạn chốt lên nha. Một cái loan vàng, một cái xanh. Trời ơi sao em mê quá mấy chị ơi. Chốt giùm em đầm gì đó kèm số ký, đầm gì đó kèm số ký và chốt lẹ lẹ đi. Ở đây có ai 60 ký không? Bán cho con mẻ hàng độc nè. Thế giới này là của anh nè mấy chị. Thế giới này là của anh nè. Anh có quyền ăn bánh canh 300. Lon vàng kèm số ký giùm em đi. Hoa hải đường. Lon vàng size 12 lấy cho em chưa? Chưa. Hồi chưa em lấy cái kia mà. Lon vàng nè. Lon vàng size 12 cho Đỗ Quỳnh Như. Chưa chưa nha. Nhiều khi tôi muốn giết người tôi không yêu. 12 của Đỗ Quỳnh Như 250. 12 của Đỗ Quỳnh Như 250 rồi ai nữa vậy? Ai nữa quý vị? Tìm đầm chữ A đợi chị. Đầm rin hồi trưa vừa hết sạch mới vừa cái bao cuối cùng là khoảng cỡ gần 30 cái nè. Hoa hải đường. Từ từ đợi em, đợi em. Hoa hải đường 88 kg là bằng yên rồi ai nữa? Ốm mập hơn em một tí. Chị Linh Ngô là chưa có size nè. Đợi em kiếm size 16 nha. Đợi kiếm size 16. Loan vàng 65kg của chị Linh Ngô nè, size số 10. Nè, Linh Ngô size số 10 nè. Hoa hải đường đúng không? Bé Lùng ơi, hoa hải đường lấy đầm xanh nha. Hay là đầm vàng chị hoa hải đường ơi. Hoa hải đường lấy lon xanh hay lon vàng? Báo em đi. Hả? Hoa hải đường lon vàng hả? Mấy đầm có chứ. Trời ơi. Nó thấy tôi giấu cái lon vàng size 16 nó chỉ bên kia kìa. Coi thử được không? Hoa hải đường.
Thiệt, tôi có đứa con gái đích đáng đồng tiền luôn á. Thiệt. Tôi tức thiệt chứ. Mấy chị bên kia là cái hồi chưa giấu Hoa Hải Đường. Mù nậu nó ra. Trời ơi, nói nghe nè, chị có chị nào 60kg không? Năn nỉ luôn á. Tại vì đẹp quá lấy về chứ nó không có hàng. Có ai có size 16 không mấy chị? Trời ơi, có ai size 16 không quý vị? Nè, những chị mà 100kg làm ơn ngồi tại cái livestream này cho tôi nha, tôi dặn rồi đó. Ha. À, lấy lon xanh 75kg, size 14 có nhân Yumi Trần. Em sẽ chết vì cái đầm này nhân Yumi Trần, nói cho nghe. Yumi Trần ơi, Yumi Trần à. Em sẽ chết trên ngọn đồi luôn. Đổi rồi Thu My. Đổi rồi. Cái đầm đen sau lưng là nó có size, nó là hàng xưởng nhà em nha chị Bằng Lăng Tím. Nó có size từ 60kg đến 100kg mà size 100kg hết rồi. Trời ơi là trời, đổi rồi. 60kg, trời ơi em nói thiệt size số 8 nè. Trời ơi chị nào mà 60kg nha. Chốt cái con đầm 300 này, con gái tích cực như vậy mới có tiền mua điện thoại cho con chứ. Chị bớt nhão đi, em đọc tên chị bây giờ á, bé ăn bé chốt tên, giấu tên. Trời ơi mấy chị ơi, 60kg, ôi. Hôm nay là tao nói đầm của chị hình hò, tao nói chết bỏ luôn á. Trời ơi là trời, ai 60kg, cổ đầm 300. Đi ra chỗ may đi, nó quất con đầm này, Bích Thủy nó may đầm tầm 7-8 triệu, 10 triệu không mấy chị. Thiệt, Bích Thủy nó may một con đầm tiệt á. Chị không tin gì hỏi Bích Thủy đi, quỷ đại gia lắm. Áo đó mà đồ bay đẹp lắm, ngồi im đi. Anh Tư ơi, có cái bill của Nguyễn Trinh ở dưới anh Tư. Hồi nãy ai đặt cái 60kg nhưng mà chỉ chưa có chốt ngọc. Đợi cái làm mà thôi khỏi đổi. Không, gì đó. Đợi em chút coi. Đù. Đồng đến 60kg Thu Anh. Nè chị Thu Anh nè, size số 8 nè, 300. Chị Thu Anh về mặt con này đi tiệc, em nói thiệt cái trai nó chết rật rật luôn chị Thu Anh. Mấy chị đợi em chút nha, em định mở máy em coi cái gì ta. Coi là hồi nãy ai đặt cái zoom trắng đen nè. Trần Hạnh. Trần Hạnh Tuy An. Trời ơi em nè, em còn mê cái đầm đó với chị Thu Anh, nói thiệt luôn. Đầm đó có 6-7kg là em la làng la xóm luôn rồi Trần Ly. Trời ơi mấy bao đồ này ngày hôm nay em về em mê lắm. Mấy chị ngồi im đó nha, đừng đi cục cửa rụt rịch gì hết trơn. Em nói thiệt á, nói thiệt lòng. Nè con 16Q 90kg còn này nha. Ai mà 90kg làm ơn hốt cái con đầm này giùm tôi, cái này sau lưng nè. Ai mà 90kg làm ơn hốt cái con đầm 16Q giùm tôi nè nha. Form A nha. Nhưng mà mấy chị coi cái vải này nè. Cái vải này nó dày mà nó mát. Dày mà mát mà không thấy bụng, không thấy nay, không thấy mù. Mà em nói mấy chị 90kg mặc lên hơi bị đẹp. Hay là chị Bạch Yến ước gì 90kg đi. Chị ước 90kg đi chị Bạch Yến. Mấy chị mà sai nhất là những chị mà thích đầm phơm dài ngồi im lại hết đây. Em chưa khui mấy bao cái đâu nha. Ha. Còn đầm 60kg không? Hình như còn một con chị. Nè. Chị nào chưa chốt đầm yếm này làm ơn chốt đi nha. Vải co giãn mà hàng xuất rất là đẹp. Cái này đúng phơm chuẩn hàng xuất luôn. Không suy một nét nào luôn á. Đây. Hai con, được hai con nè. Được hai con 60kg nè. Thùy Dung Dung. Size số 8 luôn. Hàng này làm gì có hàng. Đây. Đây nè mấy chị. Em nói thiệt á, tôi ước gì mà tôi được vừa cái con đầm này là không bao giờ tới tay mấy chị. Tôi hứa luôn á, tôi cam đoan luôn á. Không bao giờ tới tay mấy chị luôn nha. Bé lùng lấy điện thoại chụp cái này cái gì coi. Giờ bé đưa xưởng có thử may được không, mua dây may gì cái hay không. Được chưa? Rồi chốt thì Dương Dương 300 nè. Một cái đầm đen 76kg. Cái này hả chị Bằng Lăng Tím? Cái này có chị Bằng Lăng Tím. Bằng Lăng Tím mua đồ bên em chưa? Con này 280 nha. Bằng Lăng Tím 280 nè. Đầm 60kg quá đẹp. Thôi em cũng thích. Để em coi thử con xưởng em nó may cái đầm cho em đẹp không nha. Cái đó chị cầm là chị Tuyết Ngân, cái đầm đó hả?
Cái đầm đó em cầm, cái đầm mà 300 mới bán á chị, là đầm đó nó còn cỡ 80kg á chị Tuyết Ngân Nguyễn Thị, mà đẹp ha, 300 mà đẹp ha. Rồi có con đầm 250 nè. Mấy cái này bị kẹt kho nè chị nào. Chị Yên ơi, cái đầm này dây ở chị Yên, cái đầm nay dây phi sau lưng mặc như thế nào em bó tay luôn chị. Chị ơi, cái đầm, cái đầm, cái đầm đó hả, cái đầm mà đâu có gì đâu bó tay, nó chị đang dây sẵn hết rồi, chỉ có cột lại thôi, mặc lên rồi xong, sau đó nó tự đan hết rồi, cột lại thôi, đừng bó tay nha. Vô Google search nó ra hết à. Đây em có đúng một con đầm này thôi nha, vải co giãn ha. Cái form này chị nào hơi cao trên mét 6 thì mặc, dưới mét 6 đừng mặc nha. Con này là size là khoảng cỡ từ 74kg đến 77-78kg là con này. Con này 250 nè, cũng có một con nha mấy chị nha. Một con duy nhất ngày hôm nay, chỉ có một con duy nhất thôi. Nói luôn, tùy dáng đầm mà em nói với mấy chị nha. Dáng đầm này, chị nào trên 1m6 hãy lấy, không trên 1m6 không lấy. Nhớ nha, đủ với 1m55 mặc vô một cái nó quất từ đây tới bến Minh Ninh Kiều, tới đó cứt bò, cứt chó, cứt gà, cứt heo, nó dính tè le luôn. Nói rất là kỹ luôn nha, nói rất là kỹ luôn. Đây nè, em gỡ ra hết, trời ơi, người ta khoán sẵn cho má, má gỡ hết rồi, giờ sao không chỉ má được. Đợi tôi xíu, tôi kêu bé Lùng lấy cái size L, nó quay video nó gửi cho bà Dương La, khổ thiệt chứ. Má bán hàng gặp, tôi nói comment thì không hiểu. Nè, bán cho con đầm 250 nè, con này là dành lộn nè nha. Coi ha, nhưng mà size lớn coi nha. Coi, khi mấy chị mặc căng lên thì chỗ đây nó sẽ căng lên, nó sẽ làm một cái đường chiếu ngang cho mấy chị nè, xin không. Và thông báo con đầm này, chị nào size lớn thì trúng mánh. Size này là size 90kg đến 100kg. Không, 100kg không được. Size này là size từ 85kg đến 99kg. Trời ơi, hàng độc nha mấy chị nha. Nói cho mấy chị biết là con này là hàng độc nè. Ha, có tiền không đi đường quyền được với con này đâu. 85 đến 100kg. Còn bằng đăng tiếng nào vậy? Em được ngón tay lên rồi đó, thành phố. Chạy về lẹ đi Thao Nguyễn, chị like chậm chậm chị chờ em. Mấy chị ơi nói nghe nè, coi cái đầm nó sang chảnh nè. Trời ơi mấy chị coi nè, nó may làm sao mà coi thun lê dông nè mấy chị, đã không. Trời ơi, con đầm trắng này phải 7kg, 1m6 mặc được không chế được. Con này em mặc được nè, con này được nha Huyền nha. Con này mặc được ha. Con này nó phải phơm hơi dài, phơm tới ống quyển á. Trời ơi mấy chị nói thiệt á, ai mà vừa số ký này quốc cái con đầm này về mấy chị mặc là thôi rồi ta đà xả nhau, kể từ đây pháo đỏ diêu hồng. Đây nè anh Tư ơi, đổi cái dâm của con Nguyễn Trinh lên đây, đổi dâm số 10 cho nó nè. Xâm dâm 14 mà 70kg nó hơi rộng. Nguyễn Trinh thành phố á nè, nè dâm nè, ai chưa chốt dâm thì chốt dâm đi tiệc nha. Dâm hàng xuất 250, dâm đi tiệc đây nè. Coi dâm đây nha. Trời ơi con dâm này mà đi tiệc một phát, em nói mấy chị hả, mê mẩn. Nè đổi cái size này nè anh ta. Nè anh ta, đổi dâm cho. Nè bé Lùng ghi dâm này cho Hạnh gì mà Bình Định ta. Trần Hạnh Bình Định hay là Trần Hạnh Phú Yên? Trần Hạnh Việt Nam. Trần Hạnh Phú Yên. Sao anh biết? 090. Đúng rồi. Đúng rồi, 090, đúng rồi không? 250 của Hạnh Phú Yên á. Tôi nhớ già, mấy người Phú Yên tôi nhớ già. Tôi biết mấy đứa nhớ dài gớm lắm. Thiệt. Dùm nè, ai cần dùm đi tiệc đâu rồi. Thôi rồi, ta đã xa nhau cắt bùm bùm. Trời ơi, hôm nay tôi nói thiệt, tôi đi dành lộn mà tôi phá chạy nước miếng, chạy nước miếng nè. Cho mấy má coi dùm đi tiệc nè, chết. Ta nói chết thằng bảy trên ghe luôn. Nè, coi quần dùm đi tiệc nè nha. Nè ha, coi dùm cái nha. Coi dùm đi tiệc nè nha, chết chưa. Chết chết sống gì nổi mấy má. Nè, 250 nè. Bữa nay lai đầm không có lên riêng. Hảo ơi, mai đi Hảo. Size này là size 16 nha.
77 kg đến 85 kg nha. Con dùm này không hốt là sai lầm cả cuộc đời luôn nha. Dùm rêu 250 ngàn. Trời ơi, nãy giờ kêu chị Tuyên quá trời luôn. Chị Tuyên ơi 250 của Ngọc Điệp nè. Trời ơi, con này quá xuất sắc luôn chị Điệp. Thiệt. Con này nè, hồi nãy có con đầm đầu like kêu chị quá trời nè. Đợi chị coi thử có dùm không nha. Nè, 100 ngàn thun lai dông đắp chéo nè chị Tuyên. 100 ngàn thun lai dông đắp chéo nè. Còn con nè, còn hai con nhưng mà size nhỏ lắm, 60 đến 70 kg thôi. Dùm trắng đen mình vừa không? Dạ vừa chị Hạnh. Chị Hạnh là 70 mấy ký á, em đưa size 14, chị là hơi bị đẹp đó chị Hạnh này nè anh. Trời ơi, dùm ơi, dùm đâu rồi? Làm sao em thấy dùm? Dùm ơi, dùm đâu rồi? Size gì đây? Size 14 nữa. Size 14 nữa là của ai vậy? Size 14. Có size 14 thôi nha. Nè, cái nè bi ơi, lùng. Chị cô Tuyên Nguyên 100 ngàn nè. Thúy Phan Phú Yên 100 ngàn nè. Thúy Phan Phú Yên 100 ngàn. Em lấy cái đầm 100 ngàn nào còn đâu? Hết rồi. Dùm của Hoa Hải Đường size lớn. Dùm rêu Trần Hiếu ơi, chốt giùm em là dùm rêu kèm số ký đi, không cần. Nó không phải là XL nhưng mà cái đó học điệp vừa. Hàng xuất mà sao XL được. Chị Vui Phương nè. Chị Vui Phương size 14 nè. Chị Vui Phương ơi, không biết là chị mua hàng bên Ý Yên chưa, chứ mà bên em thì không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Đó, Vui Phương 250 nè. Cái đó Ngọc Điệp vừa em mới đưa nha. Tuyên Nguyễn chứ không phải là Tuyết Nguyễn nha mấy đứa. Đi cho cẩn thận, đi tìm đi. Dùm 14 nè. Dùm này xanh đen cũng 14 nè. Hồi nãy là màu rêu, còn đây là xanh đen nè. Xanh đen 14 luôn nè nha. Xanh đen 14. Ai mà chốt cái dùm trắng đen là còn nha. Dùm trắng đen 250 và có size lớn, size nhỏ đủ size ha. Dùm size 14 à. Đỗ Huỳnh Như lấy 14 được không em? Dùm trắng đen nè. Đỗ Huỳnh Như lấy cái xanh đen 14 được không? Đầm đi tiệc, đợi đi chị. Bây giờ đụng cái gì thì lên cái đó. Mỗi mẫu nó có một cái đầm 100 ngàn hết rồi. Đầm 100 ngàn mà lên đầu like hết rồi mấy chị. Hết sạch hết sẻ luôn nha. Hết sạch hết sẻ. Dùm trắng đen nè. Chị áo dây của chị còn không? Còn, nãy giờ bán quá trời, bán 100 cái luôn hết rồi nè. Nãy giờ bán 100 mấy chục cái áo dây chị đang mặc luôn á, sạch sẽ luôn nè. À, chắc được á chị. Lào lao. Nè, có một con à, có một con xanh đen à Như. À, chắc được á chị, tôi mệt thiệt á chứ. Nè, mở cái này ra xếp lại đàng hoàng cho Đỗ Huỳnh Như nè. Ôi, hôm nay toàn hàng độc không nha quý vị nha. Thiệt á, dùm xanh 67 nè chị Mai Huỳnh. Ủa không phải, hồi trưa chị gì ta, chị gì mà cái hình không có hình nền á. Chốt cái dùm 67kg cho con chị á. À chị Mai Ngọc nè, ghi chị Mai Ngọc cái dùm nè anh. Mai Ngọc 250 đứa nào ghi dùm mày. Nè Mai Ngọc 250 nè. Áo dây hết rồi chị, nó giỡn nè chứ áo dây này của em mà. Dùm trắng đen size, không có size 18-20, không có trên kho cái nào luôn. Nè chị nào chưa chốt con đầm bi cung lưới này thì làm ơn chốt đi nha. Size này là 60 đến 75 kg ha. Ai chưa chốt con đầm bi chốt cho em. Từ từ em lên đồ nó cho mấy chị đừng có hấu em nha. Dùm trắng đen 60 kg của chế Thu Anh nè. Size số 10. Chế Thu Anh 250 nè. Đầm dây chưa. Rồi lên nè, lên đầm 300 nè. Hồi trưa đầm này dành lộn thấy mẹ luôn. Hồi trưa đầm này dành lộn mà không có hàng nè. Size 12 dưới 75kg. Size 12 dưới 75kg vải đẹp vô số kể luôn. Chị Vui Phương ơi, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nè. Thứ nhất không cho kiểm tra hàng khi nhận. Thứ hai là bên em nói sao quên nè. Vậy là em bữa nay lấy size L được rồi. Không cho kiểm tra hàng khi nhận nè. Bên em không gọi điện chốt hàng nè. Chị có ok thì cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi lên con đầm này nè. 300 ngàn mấy chị coi form nè. Chết không? Có chết nhỏ dưới ghê không? Nhưng mà nói nghe nè. Con này mà về đụng vô vải một cái đi rồi suy sụp xỉu ha. Con này 300. Đụng vô vải một cái là chết ngắt tại chỗ liền. Con này là size 70 ha. Con này là size 70 dưới 72, 73, 74kg. Đại khái là con này là từ 68, 69kg nè, 68kg nè, tới 74kg là con này.
Chị nào nằm trong cái dòng lao lý này thì hút con này nha. Tại vì cái này là mỗi mẫu nó có một hai cái thôi, mà đụng tới con nào thì mình hút con đó. Nhưng mà em nói với chị vải co giãn nè, trời ơi mà nó dày đẹp lắm, 68kg tới 74kg con này. Chị nào chốt con lá này, chốt giùm em lá vàng rơi thì lá xanh mọc 300 nha. Nói thiệt 300 đó. Nói thiệt 300. Đầm mẫu này 65kg hơi rộng chị Thảo. Tiếp tục lên mẫu hàng độc nè, tiếp tục. Hôm nay hàng kinh dị lắm. Đó, thêm mẫu kinh dị nữa nè. Đó, gớm không? 300. Rồi mấy chị coi nè, nhìn vô cái form không mấy chị cũng đủ xỉu nữa. Thiệt. Rồi coi vải co giãn nè, bà nậu tre nó size 12 là dưới 72kg nè. 65 đến 72kg con này. Chết không? Trời chưa được đâu Đỗ Quỳnh Như. Khuya rồi tính nha, chưa được đâu. Rồi mấy chị coi form nè. 300. Đồ về mấy chị thấy này nè, mà em không có đồ là em like chết chán chết mẹ luôn. Thiệt, ngày nào đồ không về là em like chán chết mẹ luôn. Chị nào nãy 65kg đâu rồi? Đầm này size 16 nè. Dài hay ngắn? Qua gối chị. Nè, anh nhắn tin cho chị Hân Lê đi, đổi cái này cho chị Hân Lê size 16 nè. Cái hồi trưa em sợ chị Hân bị chập. Anh Tư ơi, cho cái bill của Hân Lê lên. Tình nào cũng phai. Có đầm ba ngừa không chị gái? Nè, caro của trắng đen này không? Tình nào cũng phai nè, 300 gì? Nhắn cô Hân Lê là chị ơi, em đổi chị qua cái mẫu đầm đó mà vải khác. Chứ sợ cái hồi trưa chị bị chợt. Con này size 16 đổi cho Hân Lê nè. Đổi cái đó cho Hân Lê anh. Xếp là cái này đàng hoàng cho em. Đầm quấn vải khác nữa. Chị size nhiêu hả? Chị size số 10 hoặc số 12 đều được nha. Thì cái nào vừa em nhớ số ký chị mà. Cái nào vừa thì em đưa. Em đổi cái đầm hồi trưa cho chị size lớn hơn tí rồi. Rồi đầm này 200 nè quý vị. Đẹp không? Đầm này 200. Đầm này 200 nha. Đầm này có size 10, 12, 14. Đầm này nè. Đầm rin chị đang bao nhiêu? $5. Có 75kg $5. Đầm rin 208 nhưng mà đợi tí xíu đi. Tại vì giờ chưa bung, dám bung cái bao rin đó ra. Tại vì sĩ nó đang hỏi nguyên bao đó. Ha? Sĩ đang hỏi nguyên bao đó. Đây nè mấy chị. Đầm này 200 nè. Chốt giùm em là hoa vàng. Chốt giùm em là caro đỏ. Đẹp không mấy chị? Ôi vải la dông đẹp lắm nha mấy chị nha. Đầm này là mấy chị size lớn lớn mặc được chị. Cái đầm xanh 200 em lấy size số 10 cho mẹ. Cái đầm xanh 200. Đầm xanh 200 là cái nào ta? À cái này á hả? Lấy size số 10 hả? Đợi chị coi nó có size gì nha. Nó có 12 à, Đỗ Quỳnh Như, 12 với 14 mà có 2 cái à. Lấy 12 đi Đỗ Quỳnh Như, cho Đỗ Quỳnh Như nè. Hồi chiều á mấy chị, hồi chiều cái 12 với 14 mà Như là lấy 12 đi. Cái đầm đó phơm suông là mẹ mặc không thấy bụng á, đây nè. Caro đỏ có đầm rin để em cái. Đầm rin của chị Huỳnh Hòn 90kg phải không? Caro đỏ của chị Tuyên Nguyễn nè. Caro đỏ này size lớn nha. Caro đỏ này size lớn nha. Caro của chị Tuyên Nguyễn trước nè. Caro này của chị Tuyên Nguyễn trước nè. 12 rộng 80kg. Thi vỏ chỉ cần chốt đầm kèm số ký thôi. Có là chị sẽ đưa ha. Có đầm có chị Phạm Huệ ngồi chơi với em nha. Hàng này bên em 100kg nhiều lắm. Dễ xả của Đỗ Quỳnh Như đi. Tuyên Nguyễn 200. Đỗ Quỳnh Như muốn ra. Cái size 16 này là khoảng cỡ dưới 90kg nè. Cái size 16 này nè, đầm đỏ caro, chốt giùm em đỏ caro đi. Cái size 16 đây là khoảng cỡ dưới 90kg nè, 75 đến 90kg nè. Ha, 200. Con này. Vậy chị xã của Như nha. Đầm này thi vỏ cũng vừa nè. Đầm này cũng có size thi vỏ nè. Đầm này thi vỏ. Thi vỏ mặc tùy cái mẫu nha, mấy cái này nó không đúng size đâu. Thi vỏ mặc con này cũng được nè. Mấy con này che bụng tốt lắm. Mấy con này che bụng cực kỳ tốt.
chân 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 chân. Đầm rin 47 tuổi mặc hợp không em? Em nói với chị là đầm rin rất là dễ mặc. Trẻ trẻ cũng được, già già cũng được. Đầm này cũng size 16 nè. Đầm này cũng size 16 nè. Nè bé gì qua nè. Bé nhung vỏ. Hồi nãy ai lấy dùm rêu à? Hồi nãy ai lấy hai cái dùm rêu ta? Anh ơi coi thử chị điệp điệp gì á, coi thử cái dùm rêu có cộng dây không? Lùng ra kiểm tra nè lùng. Chị cái gì điệp điệp hồi nãy lấy cái dùm rêu với ai lấy cái dùm rêu nữa đó, hai chị, một chị khách mới. Với lại chị điệp gì đó, coi thử ai hai cái dùm rêu, coi thử ai thiếu cộng dây. Vui nè. Vui phương. Nè. Bán cho con đầm 300 ngàn nè. Nhưng mà em nói thiệt là hơi bự hơn sai em chút. Em tức muốn chết mẹ luôn mấy chị nè. Ai hốt đi tiệc thì hốt nha. Ai hốt đi tiệc con đầm la dông này thì hốt nha. Ha. Chiều chị Thu vô đặt cái áo khoác sọc áo 100kg vừa không không. Hồi chiều chị Thu đặt cái có đặt cái đầm 95kg không chị Thu? Hồng An yeah. Nguyễn nào hồi chiều chị có đặt cái đầm cái đầm có dây chuyền. Hai cái đều có dây hết rồi. Rồi còn dây đó tối tôi nhảy. Rồi tôi đỏ bỏ dưới rồi. Lấy cái dây lên đi. Size này là size đầm tím này 300 mà size này là size 90 đến 100kg nha. Trời vậy là mấy chị trúng mánh rồi. Em nói thiệt nha mấy chị. Cái đầm này là mấy chị cô dùng từ là trúng mánh nè. Mẹ em nói chị nó làm cái mút ngực bự á. Cái mút ngực bự á mấy chị nó đã lắm. Mà đầm này phải 90 đến 100kg. Chị Thúy Phan, để xuống em kiểm tra hàng dưới kia cho em cũng biết nữa. Cái này size 16 chị Thúy không có, Thúy Nguyễn không có vừa. Chị Thúy Nguyễn sẽ không vừa đầm này, chị Huỳnh Hòn lấy đầm rin. Chị Huỳnh Hòn lấy đầm rin đúng không? Tím con này chị Thanh Thảo Nguyễn mặc nè. Trời ơi nhức nhói luôn á chị. Mà nó làm cái khúc trên này nè chị Thảo. Nó làm cái khúc trên này em nói chị điểm 10 luôn á. Chị coi cái form nó đứng nè. Chị coi cái form nó đứng đẹp không? Đẹp. 300 Thanh Thảo Nguyễn. Ôi chưa đâu, chút nữa em khui bao kia ra size 100kg không. Mua để dành cho mấy năm nó mới có một lần nha mấy chị. Mua để dành cho mấy năm mới có một lần. Trời má ơi đầm này cũng 60kg tiếp nè. Dạ chị Thu có đặt á. Tại chị Thu không biết nhắn tin tội nghiệp. Trời ơi em mất khách thiệt chứ. Đợi nha em, chút nữa em đưa lên cho chị coi ha. Thu vo. Đúng rồi chị Thu vo đó. Chị Hồng An Đào Nguyễn đợi từ từ. Hồi trưa hồi nãy em lụm được cái con đầm này nè. Chị đợi em tí xíu đây. Chị đợi em chút xíu nha. Đợi em xíu. Chút em có cái con đầm này nè. Con đầm tiểu thư này nó đẹp lắm ha. Từ từ em rút lên nha chị Tâm Trương Ngọc Châu với em đây nè. Đồ má tròn đầm 60kg không à. Nè. Trời ơi ai. Ai chốt con đầm này giùm tôi cái đi. Trời ơi là trời. Chị không có vừa đâu chị Tuyên. Trời ơi 60kg nè. Em chết trên sóng gì nổi trời, 300 không nổi. Đừng ai kêu em sống. Ai thích màu trắng size 75kg, 77kg chốt. Ôi dùm nè. Thấy dùm đi tiệc chưa? Thấy Nguyễn Yên nó chơi lớn không? Cho mấy chị về màu trắng luôn á. Có lên đầm rin lâm. Nè dùm màu trắng có đúng một con thôi. Size này dưới 75, 77kg. Có gái đợi chút xíu. Gì vậy? Cái áo còn đâu rồi? Ủa cái bao này hồi nãy xách lên hay hồi trưa có rồi? Chưa có rồi. Từ em coi cái đầm em giấu sai nhiều rồi. Dạ đầm nãy sáu. Dạ không 60kg thôi chị Loan. 60kg thôi. Không có đâu sai 100kg nhiều lắm. Chị cứ ngồi im đi chị Hạnh. Sai chị Hạnh hơi bị nhiều luôn nha. Từ em coi được cái đầm em. Thôi em giấu cho riêng em biết nó sai bao nhiêu đó mà. Thôi em giấu cho riêng em biết. Khi đêm xuống em say em hát. Yêu nhiều khi anh buồn lắm. Bán con đầm 250 nè. Đừng giật mình nha. Em nói thiệt tại sao em kêu mấy chị đừng giật mình. Tại vì mấy chị muốn giật thì mấy chị giật thì em cũng không biết tại sao nữa. Mấy chị coi ở trước nè em mới giấu một con á. Nè mấy chị coi caro xanh nè. Đầm này size 12 dưới 75kg. Cái chị Hoa Quỳnh Anh sao nói hoài trời chiều giờ kêu là để mà sáng mai bill đổi rồi mày. Chủ yến cái à.
À, bà đổi đồ thì em nói là ngày mai. Ngày mai là ship sẽ đổi luôn 3 món cho chị, 3 món đổi lên một size. Ha. Đang cầm, đầm này là em mới giấu là đầm tiểu thư nè ha. Đầm này ai chốt rồi? Đầm này 250 size 12 đầm tiểu thư nè. À, Đỗ Quỳnh Như à. Ai lấy đầm này à con? Nè có một con nè, nè Đỗ Quỳnh Như coi nó nằm phía sau nè, nằm cái lưng nè. Mà nó dài, nó tiểu thư lắm không? Nó cưng lắm, cái con đầm này mặc lên nó cưng quá trời luôn. 250. Chị Hân Lê không phải, em đổi chị, em tại em sợ cái kia nó gắn lộn size, nó hơi phơm nhỏ. Em đổi chị cái con size 16 mới lấy về, đi lấy về luôn mà đẹp lắm. Kêu anh Tư đưa dùm Bill Hân Lê lên đây nè. Tiếp tục đầm 300, hồi trưa chị Hân Lê có lấy nè nha. Em tiếp tục lên mẫu đầm 300 cho mấy chị nè. Đầm này đầm 300 nha. Đầm này size nhiêu? Đầm này size 16 nè. 77 đến 85 kg nè. 85, 86, 87 kg cũng vừa, đầm đen sâu 68 kg. Đầm đen này hả chế? Đầm đen này có size của chị Thủy Thạch nè. Có size từ hàng, đầm này là hàng xưởng nhà em. Đầm này hàng xưởng nhà em có size từ 60 đến 100 kg mà hết size 100 kg à. Hân Lê đợi chút xíu. Nè. Rồi có chốt tiểu thư cho em không? Chốt cho em rồi. Cái tiểu thư nó còn một màu nữa, đợi em tí xíu nha. Nè, em đổi cái màu này cho chị Hân Lê là đẹp không? Ôi, xuất sắc luôn á chị Hân. Nè, em đổi màu này cho chị Hân Lê nè, xuất sắc chưa? Ôi, đẹp chưa? Phơm đẹp luôn. Có một cái duy nhất luôn á chị. Có một cái duy nhất nè, bỏ lại vô lại cho chị Hân Lê. Có, chốt tiểu thư cho đủ hình như rồi. Nè, đầm vàng hoa nha. Đầm vàng hoa nè mấy chị, ở sau lưng có cọng dây địch nè. Đây là dây địch của con đầm. Trời ơi, vải đẹp lắm, đầm này 300 nha. Em nói mấy chị là vải này hơi bị đẹp. Đụng vô hàng xuất là vải muốn xỉu luôn. Con này à, vải đẹp lắm mấy chị. Con này mấy chị đụng về là mấy chị mua về là mấy chị chỉ có ghiền con vải thôi. Ghiền lắm luôn. Rồi đầm tiểu thơ xanh bơ. Chốt đầm bông. Chị Thúy Nguyên nhiêu ký ta? 80 ký phải không? Chị Thúy Nguyên 80 ký là size em đang cầm nè. Size 16 nè. Chị Thúy Nguyên là hồi trưa có bill rồi nha. Đầm này 300 đẹp lắm nè. Nãy chị Thúy Nguyên vô trễ nè. Chị chưa chốt cái đầm này nè. Rồi đẹp không chị? Một con luôn. Ừ, size này size 75 kg à. Size này chị không vừa, size này size 75 kg à. 75 kg. Đầm tiểu thơ caro xanh bơ. Chốt giùm em caro bơ. Là cái mẫu Đỗ Quỳnh Như hồi nãy chốt xanh đen à. Có size số 8 nè nha. Có size số 8 là khoảng cỡ 60 kg nè. Mấy chị coi đầm tiểu thơ nè nha. Coi giùm em cái phân đầm tiểu thơ ở sau nè. Bà nậu cha nó thiệt á. Cái con đầm này mà mặc lên, em nói mấy chị tiểu thơ làm sao mấy chị vậy à. Cho em đầm xanh đen á chị. Đầm xanh đen là mẫu nào ta? Ủa nãy giờ em lên mẫu nào xanh đen hả mấy chị hả? Nãy giờ em có lên mẫu nào mẫu xanh đen không mấy chị hả? Mấy chị hả, mấy chị hả? 85kg là chị mặc size 16 là chị với em một size đó. Nè, em đưa con 300 lên mấy chị đừng xỉu nha. Đưa con 300 lên đừng xỉu nha. Nè, đưa con 300 lên làm ơn đừng có xỉu giùm em nha. Chết không? Mấy chị chết, không kịp ngáp luôn á. Em nói thiệt. Size này là từ 60 đến 69 kg. Đầm tiểu thư giá 250 nha chị. Beo Hằng Hy Vũ. Đầm này là 60 đến 69 kg size số 10 nè. Trời má ơi, nói nghe nè. Nói nghe nè là ngày hôm qua đó tôi nằm mơ thấy con cày cắn tôi hai cái nha. Yeah. Muốn kiếm nữa cũng có hai cái. Trời má ơi. Thiệt chứ nó may cái kiểu đầm gì mà tôi muốn chết với nó luôn á. Ôi hôm nay ta nói thiệt đầm gì, ta nói đầm gì hát cũng hay nữa. Đầm đẹp gì là ta nói hát cải lương cũng hay nữa. Dạ nó có, coi em coi size thử chị. Cái size em đang cầm là size nhỏ 60-65kg. Để em coi thử nha. Nãy ai chưa chốt đầm caro thì chốt nè. Hiện bây giờ nó có cái size đó đó chị. Đây đây đây, con zoom rêu nè. Hồi nãy ai chưa chốt kịp zoom rêu vậy? Ê, hồi nãy ai chốt zoom rêu size 16 đây? Tú Anh Đòn 300. Đầm 300 này dưới 70kg nha. Đầm xanh tiểu thư chị Yên 250. Đầm đó không có size 90kg. Dạ chị Phạm Dung đợi chút nha, em hút đúng cái nào là em quất cái đó ha.
nha. Rồi đầm này của ai? Như Nguyễn thành phố 300 nè. Như Nguyễn thành phố 300 nè. Ai? Ai hồi nãy chốt con dùm rêu 80-85kg đâu? Đầm xanh khách lấy rồi chị. Đầm ren khách lấy luôn rồi chị Thi Võ. Nguyễn Thị Kiều Tiên khách lấy luôn rồi chị Tiên. Đây. Ai hồi nãy mà chưa chốt con dùm này mà nè, con dùm này size 80-85kg nha, size 16 nha. Làm ơn chốt một con dùm rêu co giãn này để đi tiệc. Dùm rêu 80kg của Trần Hiếu, chị Hiếu. Bên em chốt là lên đầm, xong rồi từ từ cho địa chỉ số điện thoại sau trong tin nhắn nha. Cho địa chỉ. Ai vậy? Ai giơ hai ngón gì vậy? Chị Hiếu, bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bên em không gọi điện chốt hàng. Chỉ chốt hàng qua tin nhắn, lỡ có chật có rộng gì em đổi size cho mấy chị. Đó, đổi size chứ không đổi mẫu nha. Thì nói chung là bên em ngày bán edit em cũng có nhân viên. Có gì mấy chị cứ nói chuyện với em nè. Nhà em cũng có nhân viên. Em có con đầm lưới là 200. Phải bán mấy chị 200 con đầm lưới này đi. Mấy chị đợi xong cái bao này em khui cái bao đầm toàn 100kg và đầm tiệc thôi. Hồi nãy có size 14 mà khách lấy rồi chị Bằng Lăng Tím. Bây giờ em còn con trắng thôi. Cái 250 đúng rồi. Rồi xin địa chỉ số điện thoại cô. Cái này là đầm lưới nha. Cái này là đầm lưới nè, đẹp không? 200. Con này là size nhiêu ký mấy chị? Con này là size khoảng cỡ là 65-75kg. Nãy giờ Yên chưa bán được gì hết trơn chưa à? Chưa bán gì hết trơn nha. Chưa bán gì hết trơn. Lưới nè, con này mặt mềm lắm. Chị Tuyên Nguyên nè 200. Chị Tuyên Nguyên nè 200 con. Đợi nha chị, đào chờ đầm rin đợi em tí xíu. Đây là con dung trắng đi tiệc nè. Em nói mấy chị dung mà hàng xuất châu Âu này về là mấy chị cắt hết. Ok. Nè, chế nào chưa chốt dung trắng đen đi tiệc thì chốt đi nha. Làm ơn chốt dung trắng đen đi tiệc rồi nha. À, chị Hương cứ vô chốt. Chị Hương em nói đồ nào mà 85-90kg hay 80-90kg là chị vừa ha. Nha chị Hương. Hoặc là size 16 hoặc 18 là chị vừa nha chị Hương. Cái con dùm này có đủ size nè ha, dùm này đủ size. Mấy chị đợi em hàng lộn xộn á. Mấy chị đợi em đầm hàng lộn xộn cho nên em cũng lên lộn xộn nha. Quan nghiệp tỉnh miếng nha. Em nói mấy chị nha, mấy chị sẽ thấy con đầm này ô sao nó tè le hột me đúng không? Đúng không? Một dùm trắng đen của Bùi Thanh Huyền nè. Bùi Thanh Huyền à. 250 của Bùi Thanh Huyền nè. Thôi em cho chị xả 200, chị không thích lắm. Chốt cẩn thận giùm em nha. Chốt cẩn thận giùm em tại mấy cái này thứ một cái chứ chị qua tua cái không biết luôn á. Đầm lưới của Nhung Lâm thành phố nè. Sửa lại đi. Nhung Lâm thành phố. Size số 10 dùm của Yên Nguyễn, Yên Nguyên nè. 250 của Yên Nguyên, nãy giờ chưa bán gì hết nha, mấy chị mua nhiệt tình giùm em nha. Yên Nguyên 250 nè. Nhưng mà cái con đầm này á, em nói mấy chị đầm 300 này nè, mấy chị coi vải nè. Trước mắt em cho mấy chị coi vải nha. Hàng này hàng em tuyển hết rồi. Trước mắt cho mấy chị coi vải, ok chưa? Thứ hai em sẽ cho mấy chị coi mẫu. Mấy chị thấy đầm đưa lên nè, nè đưa mẫu đầm lên nè. Mấy chị thấy chưa? Nó có xếp bụng thấy chưa? Có 70kg hình như. Đây, nha. Khi mấy chị mặc lên, cái tay nó như thế này nè, đó. Mấy chị thấy cái tay nó sẽ như thế này nè. Còn nhiêu nó sẽ thòng ra ở sau. Rồi em nè, nó giống như là hoa hậu á. Đó chị ha, cái kiểu nó như vậy à, đó. Cái kiểu cái mặt em nó đơ giống như vậy luôn á. Đây là cái đầm nè, mấy chị thấy cân chưa? Thấy ở sau chưa? Đầm này là để cho mấy chị đi tiệc nha. Chủ yếu cái size nè, size này dưới 73kg, 65-73-74kg hốt con đầm vàng này để dành đi tiệc. Nói cho mấy chị biết nha. Hàng này là hàng độc quyền nè. Lấy em dùm trắng đen 70kg. Cái gì vậy bà? $5? Cái gì bà cười vậy bà nội? Hồi im hết ở đây. Hôm nay em chiến tới mốt luôn cho mấy chị dạ. Luôn. Hình như 250. Chị Trần Hiếu ơi. Vàng của chị Tú Anh Đoàn nè. 300. Chị đầm đen có bông phía sau chị 65kg mà. Chị mặc size L dưới 70kg thôi chị nhặt lên. Hàng này xưởng nhà em. Chốt dùm trắng đen 75kg KM55. Chị Tuyết Lua nhớ nha. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bên em không gọi điện chốt hàng. Chốt hàng qua tin nhắn để khi mà lỡ mà lộn xộn bill rồi gì đó em sẽ giải quyết cho mấy chị. Mà nhà em không có nhân viên. Có gì vấn đề gì mấy chị cứ nhắn tin với em. Mấy chị ok thì báo chốt cho em. Còn không ok báo xả nha. Nói thiệt không dở.
Ngày nào điệp khúc em cũng nhiêu đó. Shop em có 4 quy định nha. Shop em có 4 quy định. Mấy chị khách mới muốn đọc 4 quy định thì em đọc cho mấy chị nghe ha. 75kg của Tuyết Lưu nè, dùm 250. Nãy giờ chưa bán được gì hết trơn chọi nha. Đừng ghẹo em. Ba la ba la ba la ba la. Giấu cái đầm đây. Để coi thử rồi giấu cái đầm. Không vừa. Không vừa thì mình bán. Không vừa thì mình bán nha. Đây 250. Có cọng dây ngay bụng nha. Size 14 dưới 75-77kg. Không vừa thì mình bán nằm da. Này không vừa thì mình bán. Mấy chị coi cái tà ở dưới đẹp không. Trời ơi là trời. Size 14 nữa cho. Dưới 75-76-77kg nha. Chị nào 70-76kg hốt. Không vừa thì mình bán. Chị Trần Hiếu ơi. Chị Trần Hiếu ơi, bán không được mà mua sắp hết tiền. Bán không được mà mua sắp hết tiền chị ơi. Em chị đéo sợ. Không em thích quá. Có bán không chị yêu. Chị đeo sợi. À cái này hả? Có 750. Má chị. Có chị đeo sợi. Trời má thiệt. Nói tiếng Việt giùm con. Cái mấy má đánh dấu vô. Chị Mai Ngọc em để cho chị con Zoom rồi. Chị đeo. Em để chị Mai Ngọc con Zoom hồi chiều đặt cho con bé gì rồi. Em có con Zoom trắng đi tiệc kìa. Chị muốn coi không sai chị. Ờ à, đây Như. Bởi ta nói tao. Em mà thiệt học. Em học. Nói chung là em học bỏ dở nửa chừng. Mấy chị mới đại học xong mà chưa lên thạc sĩ rồi. Mấy chị nói tiếng Anh không. Chết mẹ em luôn á. Đây nó không giấu á. Đây. Làm da. Trời ơi con này cưng lắm nha mấy chị. Con này để dành đi tiệc nha. 250 75kg để dành đi tiệc. Làm ơn. Đây nè chị Mai Ngọc lấy con. Cái con dâm trắng đi tiệc này nè. Nghe em đi. Nghe em không bao giờ bán nhà lầu xây nhà cầu hết á. Đây nè chị. Chết không. Chết cho sống gì nổi coi phơm nè chị. Trời ơi thôi rồi ta đã xa nhau luôn ha. Rồi coi hàng xuất nè ha. Coi ở dưới là cái quần là ống quần đó nè ha. Trời ơi em nói chị con này 75kg. Dưới 75kg không chốt. Chết. Đừng nói gì hết. Nãy giờ chưa bán gì luôn á. Em có một con đầm dưới 70kg nè. Em nói làm... đi Trần Hiếu nha. Rồi xã Biêu Trần Hiếu ơi. Ôi ôi mấy chị ghê, bán xong cho ta điện thoại, số điện thoại địa chỉ đi. Nãy giờ từ đầu lái giờ mới bán có một cái ba, có một cái Zoom Reel mở hàng à. Thiệt chứ, mà Zoom Reel này hàng độc nữa chứ. Đầu lái giờ mới bán có một hai cái mà xả hết một cái rồi. 250 của chế Mai Ngọc nè. Nhỏ của Tú Anh Đòn luôn nè. Trời ơi Tú Anh Đòn lấy mấy cái đầm này về nha chị ơi. Chị, em nói cho chị Tú Anh Đòn nghe nha. Nách nó giật chết mẹ luôn á. Trời ơi em nói thiệt luôn nè. Nội cái nó làm cái gì chiếu nè. Đó Zoom Reel này của Thi Võ vừa. Thi Võ ơi mày đừng có mở ra Thi Võ à. Nó đẹp lắm mày giành lộn lại người ta đâu. Cái của ai vậy? Cái gì? Cái của ai? Của chị ba chữ. Tú Anh Đòn. Tú Anh Đòn. 80kg nè Tú Âu là Thi Võ. Em nói chị vải đẹp lắm. Cái gì bao nhiêu Zoom hả? Hương Thùy Zoom trắng em đỏ. Zoom trắng em vừa không. Zoom trắng em vừa không. Dạ chị Thùy sau nha. Chị Thùy sau nha chị Thùy nha. Nè Tú Anh Đòn ghi đỏ. Tú Anh Đòn ghi Tú Anh Đòn gì? Chị Tiết Lưu em xin địa chỉ số điện thoại chị đi đọc xong rồi chị đi ra mất tiêu luôn. Chị ơi chị vô cho em địa chỉ số điện thoại chị Tiết Lưu ơi. Chị mua mà em chị chỉ. Dạ chị sau nha chị Hương Thùy nha. Còn giờ thiếu ai nữa? Chị Tiết Lưu chị vô chị cho và chị xin xong chị thấy đọc xong chị đi ra mất tiêu rồi. Nãy giờ tất cả những cái bill mới mà mấy chị 1 phút 5 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại em xả hết nha. Lấy cái đầm riêu này cho Thi Võ nè. Cái này bao nhiêu? 300 của Tú Anh Đòn. Mấy chị hỏi là một chuyện. Mấy chị chốt là một chuyện. Cái Zoom Reel này là mấy chị đợi em đi ngày mai em đi kho em kiếm nữa chứ giờ là không có còn. Chiều nay em quá trời mệt luôn. Nè cái đầm này của chị gì? Cái chị gì 95kg đâu rồi? Cái chị gì 95kg còn ở đây không? Chị Hạnh ơi chị đừng có để cái dấu vít vít buồn ngủ lên em bị tuột mốt lắm nha chị nha. Từ từ tối hôm nay đồ nam đồ nữ gì có hết trơn hết trọi luôn. Chị Tuyết Lưu vô cho trong tin nhắn đi đừng cho trên này. Em nói nghe nè. Chị Trần Hiếu còn cái chị gì mà cái chị gì hai chữ
Chị Trần Hiếu nào? Chị qua đây mới thì em xả nó đi. Rồi, có người chốt rồi. Có người chốt rồi. Rồi, ok. Ủa, cái dơ dùm rêu hả? Dùm rêu của Thi Võ, anh ơi, vậy lấy của Thi Võ để là cho chị Trần Hiếu đi. Mới quăng ra lại đó, dùm rêu đó trước mặt anh á. Đây, đây, chị Hồng An, Nguyễn Bảo đây. Đúng chưa, đúng chưa? Mất xài tiền rồi. Rồi, má size 95kg luôn nè. Chị về, chị cầm cái này lên là chị sẽ xíu. Nha, chị sẽ xíu. Đây. Trời ơi, em nói rồi. Con đầm này mà chị mặc lên, chị mặc lên một phát đi đám cưới, chắc chị sẽ xíu. Nha, con này nè, xíu. Xíu lên, xíu xuống luôn. Ôi, ôi. Hồng An Nguyễn Đào, xin địa chỉ số điện thoại. Con đó nó có một con thôi. Hết, nhưng mà tại vì lấy bỏ ra đây cho chưa bán hết nha. Hồng Anh Nguyễn Đào. Nhiều tiền sao tao biết? À tự nhiên sao tự nhiên 300 ngàn. Tự nhiên hỏi gì? Quên. Nó hỏi nhiều tiền. Em trả lời nhiều tiền sao tao biết? 300. Nhiều tiền sao tao biết được? Mày hỏi câu kép đi. Tìm chị cái đầm điên ma giới. Em tìm giờ em tìm có em làm con chị luôn á. Chiều em hỏi con thứ hai không có luôn. Đợi ngày mai đi em tìm con đó cho. Phơm đó là phơm của chị Tâm Trương mang được. Bán hàng riết. Con hỏi đầm giá nhiêu cho tao biết được. 4 phường 1 Gia Rai Bạc Liêu. Trời má thiệt, không có cái like nào nó khùng. Đồ mẹ con chủ sói con. Bị trả lời bị quản. Gì vậy? Nếu bao giờ khóm 4 phường 1 Gia Rai Bạc Liêu biết không? Nhiều đó được rồi. Biết không? Khóm 4 phường 1. Hiểu chị luôn. Chị mệt quá chị Hình Hòn ơi. Đầm 300 này nãy ai chưa kịp chốt chốt đầm này nè. Cắt bao đi con, cắt bao con. BB cắt bao này. Dùm xanh đeo không có. Chị chốt một hồi lên đùi nữa từ từ. Chưa đâu, từ từ. Tôi mới lên mới có một bao à mà. Nè, cắt cái bao này trước đi con. Cắt cái bao này rồi cắt qua bao đầm riêng luôn. Chị nào 100kg chuẩn bị đi nha. Cơ hội đến với một mỗi người một lần trong cuộc đời thôi. Má mua đồ mà nói gớm không. Dạ, cái con đầm này là size dưới 70kg nè. 60-69kg chốt con đầm này. Vải co giãn và hơi bị sang chảnh nha. Nè, giờ chị nào 100kg nãy giờ hấu em mà tao nói hồi không mua nha. Em bung bung trứng giái luôn. Đừng có giỡn mặt với em nha. Chị nào hồi nãy hỏi đầm yếm mà. Đây. Chị nào hỏi đầm yếm mà, đầm này nhiêu quên rồi. 250 nè. Ha. À, làm ơn nha. Bà Huỳnh Hoàng có chốt cái đầm này không? Đầm yếm xanh loan nè, đẹp không? Chị Huỳnh Hoàng chuẩn bị toàn đầm của chị, đầm yếm phơm dài không à chị, chuẩn bị toàn phơm của chị không à. Không bán được gì bà Yên bị ho ma. Thiệt, nãy giờ chưa bán được gì đâu nha. Trời ơi, em mấy chị coi vải hàng xuất nè. Mấy chị coi nó co giãn nè, mấy chị coi phơm nè. Chết, chết, sống nổi đâu chết. Chết à, chết thiệt. Nè, hồi trưa còn ba có con đầm lưới vàng nè. 250 nè. Chị nào mà 75kg tới 90kg làm ơn chốt cái con đầm đắp ngang, đắp này cho em. Hồi trưa chị Tâm Trương có lấy con đầm này không? Về cắt ngắn lên cho em nha. Không vừa chị Mai. Cái này là chị Lê Thảo Dừa nè. Cái này chị Lê Thảo Dừa nè. Chắc nó giao không kịp á. Ha. Hồi nãy chị Linh Ngô lấy cái lon vàng rồi đúng không? Giờ lấy cái xanh đúng không? Hồi rồi ta đà xa nhau cắt bùm bùm. Lon xanh của Linh Ngô nè con ơi. Linh Ngô 250. Cái đó 300 của chị Lê Thảo. Linh Ngô 250 không? Chắc nó giao không kịp á chị. Hello, hello chị Na Su nhớ. Trời ơi thiệt. Tôi thiệt á, ai mà trao tiền từ thiện tôi nhớ cả đời luôn á thiệt á. Trao lần 10 triệu tiền từ thiện tôi nhớ như in luôn, 10 triệu, 15 triệu nhiêu quên thời gian làm xo nhạt rồi. Nhưng mà em chỉ biết là chị trao một cái số tiền rất là khủng cho bà con nghèo. À, em chỉ biết vậy thôi. Chị cái áo khoác sọc buổi chiều 100kg còn không chị? À cái áo khoác sọc 220 hết size lớn chị rồi, chị đợi em đi. Ngày nào em cũng về hàng mới hết mà nha. Trời đừng giỡn mặt với em chị Na Su, giỡn hoài chị. Đây, thun lưới nha. Hồi nãy chị Na Su vô sớm là chốt được mấy cái đầm dạ hội sai chị rồi đây. Thun lưới nha. Người con gái làm cò đất đây. Đẹp không mấy chị? 75kg đến 90kg. Trời ơi, ta nói nó đẹp, xuất sắc, nó đẹp, dịu dàng. Nó đẹp quá trời đẹp, 250. Rồi lên đầm nè.
Nè, cái phơm đầm này là toàn size 1X, 2X, 3X không nha. Tôi lấy về đây bán từ đây tới năm sau cũng có khi nó mục cũng hết à. 250. Nè, toàn là phơm của bà Hình Hoàng không à. Nói nghe nè. Toàn phơm của bà Hình Hoàng không à nha. Chuẩn bị chốt đi. Không chốt chị thấy cái cảnh với em. Đây. Đầm gì mà 250 ngàn mấy má thiệt á. Nè, đầm gì mà 250 ngàn. Coi nè. Trời ơi, coi vải nè quý vị. Cô vải nè, có chết không? Chết chứ sống gì nổi. Sai. Bị cắt. Sai này là sai bị cắt rồi nha. Gì thở dài á anh. Trời ơi, bán ế còn thở dài nữa trời. Để chưa bán gì luôn á. Anh bớt thở dài nha. Trời ơi, con này đẹp lắm chị Hình Nòn ơi. Em nói thiệt, con đầm này mà mặc lên ra ngồi cắt cổ gà của dịch đã lắm. Thiệt. Hình Hòn nè, 250 nè. Đợi nhan nhiều lắm nha. Mà em 150 ký rồi sao mua được đồ chị? Cái gì vậy ý Linh Lâm? Cái gì vậy ý Linh Lâm? Mày 72 ký rồi thằng nào bơm không khí vô bụng mày vậy? Trời, mày bệnh dữ vậy ý Linh Lâm ơi. Sao ta bán ta tỉnh tỉnh mà gặp khách khùng khùng không vậy trời? Để em chị yên từ từ bà nội. 1 triệu cái đi lận, bà mặc cho hết, bà muốn mấy chục cái có hết trơn á. Tiếp tục. Tào lao thiệt chứ. Chị làm nghề gì? Chị làm nghề gì? Tiếp tục nè, tiếp tục tập trung. Tập trung, thằng nào bơm không khí vô bụng mày vậy? Thằng quỷ nào mà nó bơm không khí vô bụng mày vậy? Nè, thấy chưa? Trời ơi, thấy chưa? Mua đầm này về đi mua kỳ lân. Nói chung là size này là phải 80 ký. Tại vì nãy giờ không bán được gì nên buồn. Ờ đúng rồi đó chị. Không, hồi chiều đi chở hàng đi trên đường, chở đi lấy hàng hỏi rồi. Đầm đã 250 bao nhiêu? Cái đầm này phải trên 80 ký chị. Đầm treo sau lưng bao nhiêu ký? Mặc dù con này thì size 12 dưới 73, 74 ký thôi. Con này thì có size chị. Đầm kim tuyến của Thủy Bả nè. Trời ơi, chết luôn á, thì chết xong không nấu luôn á. Thủy Bả nè, mấy chị từ từ đi. Em lên rồi mấy chị chết từ từ. Nhiều. 250, hỏi nhỏ nhẹ nha. Dành nãy giờ chưa có, nên nói rồi cái đầm này là phải 1000 cái. Tiếp tục nè. Đầm này trên 80 ký thôi nha, không có size nhỏ nha. Cái nào size nhỏ em sẽ la lên. Mấy chị thấy em hát cái bài la là biết là em sẽ la lên liền nha. Đây. Hồi chiều chồng chở đây nè. Trời ơi, mấy chị mấy cái đầm này dễ chịu lắm. Về không thích cắt thành cái đầm tạo đầu gối là ra thành đầm công chúa liền. Còn cái khúc đây biết làm gì không? Biết cái khúc đây biết làm gì không? Em cũng chưa biết làm gì hết trơn á. Đó. Là 250 đỏ. Dạ đỏ lấy rồi. Cái đây là mẫu số 3 nè. Mẫu số 3 chốt giùm em mẫu màu gì đây ta? À nè Dương lo sao không chốt đi bà nội, bà lo bà ngồi bà chửi lộn với tôi không? Đúng rồi, bà đang lo quá mà. Đầm bi đang treo bao nhiêu? Đầm bi 220 chị. Đầm này hàng xuất à, vải dễ thương lắm chị. Đợi chút xíu em coi. Lấy cái mẫu số 3 nè của chị. Chị beo Hằng Nghi Du. Chị nhiêu ký chị? Mấy đầm này phải trên 80 ký nha. Bây giờ gì không thích cắt cái bụp khúc dưới. Biết khúc dưới làm gì không? Làm cái đồ treo đầu giống cô dâu rồi này đó. Thẻ tôn tôn chiều đi ngoài đường thả ra nha, xỏ tóc rồi bung lên, lấy son đánh hai má hồng lên. Đầm này 250 đúng không? Vậy nguồn mà lên rạp chị Yên là hết nguồn 80 ký. Đúng rồi, 250. Đầm này mấy chị mặc đi biển, trời ơi đẹp lắm. Em lấy cái màu đỏ, đợi chút xíu đi bà, đợi đi. Tiếp tục mã số 4 nè. Trời ơi màu đẹp không mà mấy chị nhớ nha, size lớn đó nha ha. Đó đây nha, mã 4 nè chị Huỳnh Hoàng ơi. Mã 4 này phải 100 ký nha quý vị. Mã 4 này 100 ký. Bà mua tập trung mua đồ đi, tập trung cười hoài, tập trung mua đồ đi. Mã này 100 ký nè chị. Nào 100, 101 ký lấy mai mốt để dành đám cưới. Mà đám cưới ai thì em chưa biết. Tập trung mua đồ giùm cái, đừng cười nữa giùm cái nha. Mua đồ chị Yên gần 20 triệu đưa chị tặng. Còn ông Bảy nhà ta còn mỗi ế ông Bảy. Mày lấy mẹ đi ý Linh Lâm. Thì vải đẹp chứ sao.
Vậy thì phải đẹp chứ làm sao, nhưng mà size lớn không mà. Cái bao đầm này nãy giờ bà nào hỏi size lớn đâu, đưa lên là giờ tôi nói nãy giờ ai nè nha. Buồn quá nó lên 150 ký thôi chị cũng chúc mừng em chứ sao giờ 71 lên 150 chúc mừng em, ít ai làm được điều đó lắm nha. Nha. Nè chốt cái đầm đi dự hội đi chị Huỳnh Hòn. Ít ai làm được cái điều phi thường đó lắm. Tối tối vô chơi với em nha, rảnh rảnh trưa vô 2 giờ chơi, tối tối vô chơi mà nhớ cầm tiền vô mua đồ nha, không phải vui vô ngồi chơi không đâu mẹ. Cái đầm đen treo bao nhiêu vậy chị? Dạ 280 ngàn, 4 size. Mua trên 2 triệu được miễn ship lần được không đâu. Hôm nay vui vẻ tặng luôn miễn ship. Video chị Tú Anh Đòn miễn ship. Ừ vậy đây chứ cuộc đời em mua bill 7 triệu em cũng có miễn ship mấy chị. Biết sao không? Biết sao không miễn ship không? Để kể cho nghe câu chuyện nó cũng dài lắm, để rảnh rảnh kể cho nghe. Biết sao không miễn ship không? Tại em bị đứt dây á, em không miễn ship. Đây lụm đi lụm đi lên lâm cho tao bún phun cũng mệt rồi, ngang qua lụm giùm cái em nè. Vải co giãn tập trung vô đầm, đừng tập trung cho mấy mẹ nói, tập trung vô đầm nè ha, vải mềm ha. Ai đi kiếm 250 cái đầm này cho tôi làm con mấy chị á. Đây đây nha, đây nha, bán cái đồ lời 20-30 ngàn miễn ship và bán chừng nào biết có lời, biết nuôi tiền nuôi ông Bảy mấy chị. Ông Bảy nuôi rất là tốn kém mấy chị hiểu không? Mới thấy shop mà đầm đẹp quá. Vô kêu chị Thúy Nguyên vô lại đi, mới thấy shop vô lên vô like lại đi. Mà size cũng lớn nha, size 90 ký nha. Thì gì beo nhà nghỉ vũ gì nè, cho xe mẫu con mẫu. Không, đâu có mẫu được, mấy mẫu này thứ một cái tối nay mà em chụp mà khoảng cỡ 10 cái mẫu là em nằm em thở như chó luôn á mấy chị, thiệt. Mà em bán like 250 chứ em chụp mẫu lên bán 300. Ý nó là cho coi cái mẫu này nãy chị lựa, chị có cho con mẫu chưa? Có rồi. Chị gì à, đọc tên đi. Beo nhà nghỉ Vũ. Beo nhà nghỉ Vũ. Kêu chỉ vô like em cho coi lại từ từ. Kêu chỉ vô like đi em cho coi lại. Chị đang coi. Cái chị gì beo nhà nghỉ Vũ. Vũ Vũ. Beo. Beo. Beo Ha Nghi Du. Ta beo Ha Nghi Du. Ổng đọc beo nhà nghỉ Vũ. Còn nữa. Mày đâu có phải beo nhà nghỉ Vũ không? Mâm qua chợ đầu mối giá sỉ mua đồ cho bé nhiều độc lạ mà rẻ lắm luôn, rẻ để dành mặt đi. Tao đâu có, người ta đâu thích mua đồ rẻ, rẻ để dành mặt đi. Nha. Rẻ là mình phải để dành mặt. Rẻ bán chi? Chị ơi, 80 kg là nó rộng á chị. Trên 80 kg nhưng mà béo nhà nghỉ. 80 kg chị sẽ vừa nhưng mà chị sẽ rộng. Nhưng mà tại vì phơm này là phơm đi biển phải rộng. Vậy ý là chị muốn rộng hay muốn ôm trong người, nhưng mà phơm này là phải rộng nha chị nha. Nè, chị coi là phơm này là phải rộng. Nó rộng ấy. Còn nếu mà chị không thích thì chị cứ báo em xả nha. Để em coi cái size này size nhiêu. Chưa nha, chưa lên đầm rim, chưa có đi. Để em coi thử cái này 3X lần, để em kiếm thử có 2X, 1X không em chốt cho chị lại. Cái này 2X nhỏ hơn chút nè. Nè, béo nhà nghỉ ngủ lấy cái con này đi. Lấy cái con này đi chị. Màu này hơi bị nhu nè. Nè. Rồi chị vô cho em cái địa chỉ luôn chị. Béo nhà nghỉ ngủ rồi. Coi cái maxi dài nào đi đi chị. Em đang buồn ngủ nè chị. Đi nhanh cho em mua cái coi. Giờ mày muốn tao đi nhanh đi làm sao? Con quỷ. Cái con điêu nào bán hàng như em không? Khách hỏi cái con quỷ mà. Thì tao cũng lên từ từ. Tao đưa cho người ta coi mẫu. Tao phải giới thiệu sản phẩm. Tao phải bán từ từ. Tao cũng phải giới thiệu từ A tới Z rồi người ta mới thấm vô đầu rồi. Người ta phải suy nghĩ rồi người ta nói ồ 250 này mình có nên mua không? Thì nó cũng phải từ từ. Bán hàng mà nhanh đủ mẹ đi bán dâm cũng phải chậm chậm chứ mẹ. Bán đồ cũng phải từ từ, bán dâm cũng phải từ từ. Bán cái gì cũng phải từ từ. Mấy bà ra mua củ cà gót với chị nói chị ơi củ cà gót nhiều ký. Rồi cà gót gì ăn sao? Rồi cà gót thì nấu với cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Tôi chửi rất là nhỏ, con tôi nó đang bị điếc ráy luôn. Trời ơi thiệt, bán hàng bắt bán nhanh. Bán dâm cũng phải từ từ chứ mấy mẹ. Nè, bán đầm 250 mua đơn nè. Đây. Chửi nó mà nó đau bụng luôn á. Đây, 250 nè. Con đầm này làm ơn để dành đi ăn tiệc nha. Quy định của shop, chủ shop chửi không được chửi lại. Đúng rồi, để tao ghi cái này lên.
quy định của shop tao ghim cho chồng mày thấy nè. Ghim bình luận. Đó, đúng rồi, ghim bình luận rồi đó mấy chị đây. Làm ơn chốt cái con đầm này đi ăn tiệc nha. Size không có nhỏ đâu nha. Size này không có nhỏ nha mấy chị. Size này là phải 80 đến 90 kg size này đi ăn tiệc nha. Đầm yếm nè, chị Huỳnh Hòn lấy cái đầm này nè, chị Huỳnh Hòn. Chị Huỳnh Hòn ơi. Alo alo. Alo, ông bé bán gà bán vịt còn đây không? Bé bán gà bán vịt. Alo alo. Alo chị Huỳnh Hòn ơi. Alo. Alo, nghe rõ trả lời. Số dép 39,5 gọi 41. Alo. Đó, thấy chưa? Tôi nói kêu đúng đài luôn. Em kêu một phát là đúng đài luôn. Alo alo alo. Ai ngậm đầu dây đó, nhẽ đầu dây ra. 250, tiếp tục. Tiếp tục đầm bi. Đầm bi size trên 80 kg. Alo alo, hay là chốt thêm con này nữa đi chị Huỳnh Hoàng ơi. Alo alo. Alo alo. Ai số rồi? 7 số hả? Ai số rồi? Alo alo. Chốt giùm em đầm bi. Còn ghim mà, số đâu? Ủa em thấy số rồi mà. Alo alo. Ai chốt giùm đầm bi 90 kg đi. Ai chốt giùm đầm bi 90 kg chốt đi. Bà nội Dương La bà chốt cái gì thì bà comment bà chốt đi, đồ đang lên đồ 90 kg không, bà chốt cái 90 kg tôi biết chốt bà gì. Chốt em đi, chốt bà về nuôi làm gì mệt chứ làm gì. Chốt bà về nuôi mệt chết mẹ luôn, nuôi mình 7 đỉ cũng mệt rồi, nuôi mẹ thêm nữa chứ con đi đứng đường luôn á. Nha. Tiếp tục, thích đầm đỏ cho đầm đỏ, đỏ đen. Chốt giùm em đầm đỏ đen size lớn nha. Size này là chị nào 80 kg mặt đẹp nè, 85 kg mặt đẹp nè, và 90 kg mặt cũng đẹp nè. Size này là 80 đến 90 kg là 1 inch, là có nghĩa là 1 inch nha. Đầm này chốt giùm em đỏ đen. Em lên hai cái nữa em chuyển sang bao đầm rinh nha. Mấy chị ngồi nghe em nói không, mấy chị không nói chuyện với em gì hết trơn. Trời nè, đầm bi đỏ nè. Rồi mấy cái đầm này giờ chốt đỏ đen của chị Dương Lò nè. Đó, giờ bà chốt với ra con ngừ nè. Dương Lò. Mình ở đây 85 kg thì mình hốt rồi, còn không kêu hốt 90 kg nữa, hốt rồi nổi mà. Bi đỏ nè. Ông kêu hốt chi 90 kg nè, ông ớn một con nè, ớn ngòi le. 250 đầm bi đỏ nè. Em có con đầm trắng cưng lắm, maxi đẹp mà size đúng rồi, maxi đẹp mà size lớn. Hàng này là hàng hốt lại của tụi Mỹ Đen á. Hàng này là hốt của mấy cái thằng làm hàng đi Mỹ Đen á. Chốt đỏ đen hả chị? Dạ, đỏ đen nó khách lấy rồi. Nè, đầm bi cũng đẹp nè Như, thấy tức không? Nè, đầm bi nó làm cái lớp bone đẹp quá trời luôn, mày thấy tức không? Nó làm đẹp quá trời luôn. Dạ chị, chờ em chút xíu đầm rin nha. Trời ơi, ai chốt cái đầm bi trắng giùm tôi một cái đi. Đầm bi trắng này size 90 kg nè. Không, cái bao này không có size nhỏ đâu chị Tuyên ơi. Cái bao này không có size nhỏ nè. Mấy chị coi nè. Ừ, mới nói không có cái size nhỏ, cái nó lên cái size nhỏ liền. Nè, mới nói không có cái size nhỏ, cái nó lên cái size nhỏ liền nè mấy chị. Nè, đầm này mà 250 thì mấy chị đi mua đi tiệc là mấy chị quá sung sướng rồi. Ha. Đây nè mấy chị. Đây, size này là size 75-77 kg nè. Size này size 75-77 kg đầm yếm nè. Trời ơi mấy chị coi giống công chúa không? Chốt giùm em đầm 75 kg. Con này hàng xúc nha. Hồng 250 của Tú Anh Đòn nè. Chị biết sao đầm bi đỏ 90 kg của Dương Lò nè. Trời ơi cái này mà về mặt một phát ngang Dương Lò. Nói thiệt mê. Mê chết luôn á chứ không phải mê thường đâu. Coi nè, coi gần cho thấy cho đẹp nè. Để xa nó bị chói không thấy đúng không. Nè, Dương Lò 250 nè. Tiếp tục. Đợi em lên coi thử có đụng nè. À cái bao đầm này nha, nói cho mấy chị biết là cái bao đầm này. Ủa anh ơi, hồi trưa chở chỗ chị Trang về hai bao mà. Hai bao đen, một bao đen này còn bao đen nào nữa đâu. Hai bao đen. Bỏ vô nhà anh đưa cầm đi dùng hai bao mà. Coi đó, dùng nó chứ đâu. Cái đây là áo nam, à bao dưới kìa. Mấy chị để dành tiền mua áo nam cho chồng nha. Áo nam Hàn Quốc với Nhật Bản chỉ có 120 mà em nói với mấy chị form 10 điểm. Phơm với vải là 10 điểm. Bi trắng nhỏ của chị Phương nằm này phải không chị Phương? Trời ơi, về mấy chị không thích dài nha, mấy chị cắt ngắn cho em nha. Đợi em tí xíu em coi thử, mấy chị đợi đi, mấy chị đừng nôn. Mua hàng này đừng nôn nha chị.
Tại vì hàng bây giờ về 7 bao tới 10 bao mà mấy chị nôn em không có lên được đâu. 250 luôn, để hàng đó chị Mai cho chị Mai lên chốt thêm rồi gửi luôn nhé Yên. Chị cho em gửi đi. Em đâu có tính ship chị đâu. Ngày mai chị mua trên 2 cái em, nếu mà riêng chị là em không tính ship luôn, chị cho em đi đi, em có tiền em dặm hàng về để Tết bán chứ giờ không có tiền để Tết bán luôn á. Cho em đi đi, đây nè. Nè đó, rồi đưa chậm chậm xuống nè nha, thấy chết không? Mấy chị thấy chết cái con đầm này không? Chết không? Trời ơi, chết không mấy chị? Trời ơi, con đầm này biết làm cái gì không? Mặc đi hết cải lương. Em nói giỡn á, khi mấy chị mặc lên nó sẽ căng cái này ra nha. Nó sẽ ló một cái đường chỉ ngang ở sau lưng. Và đầm này size bao nhiêu ký mấy chị? Đầm này size XL là tính ra mấy chị hơn nè. Đầm này size 85 ký. Thôi, chị nào mà 85 ký hốt cái con đầm 250 này cho em nha. Em nói với mấy chị không có dễ gì mà có cái con đầm này mà size 85 ký mà để bán đâu mấy chị. Không hề. Không bao giờ có. Không bao giờ có luôn. Chút xíu em có một cái con đầm ca sĩ đầm body á. Còn 10 tháng nữa tới Tết rồi mày. Còn gần 10 tháng nữa to. Còn hơn 10 tháng nữa tới Tết chứ nhiêu. Dạ vừa chị Phượng. Còn hơn 10 tháng rồi tao Tết cậu. Mày khùng vẫn như. Ai quýnh lộn dữ vậy? Rồi cái đồng hồ đâu, con lấy đeo vô đi. Ai vậy? Đồng hồ mày để đâu mày nhớ không Kỳ? Đầm xanh của chị Vui Phương 85 ký nha chị. Con này về chị Vui Phương cầm vô đựng xỉu nha. Phải coi giảng đẹp lắm. Chị Vui Phương nè, 250. Chốt giùm em hoa nâu. Hoa nâu này size 85-90 ký nè. Hoa nâu này size 85-90 ký vừa nè. Hoa nâu. Chị nào chốt hoa nâu chốt giùm em hoa nâu ha. Đợi em moi ở dưới lên cho mấy chị đợi đi. Xong bao nào em làm bao đó nha. Đừng hấu em. Thiệt đừng hấu em. Hấu em bỏ xứ em đi á. Đây tiếp tục nè. Đầm mà đỏ đen. Hoa đỏ đen ha. Hoa đỏ đen này size nhiêu? Hoa đỏ đen này cũng size từ 80-90 ký nè. Em chuẩn bị có lên con đầm công sở cho mấy chị 200.000 mà đẹp lắm. Đợi em tí xíu. Em đang moi nó từ từ nó lên nè. Đầm kem. Đầm kem này cũng size 85 ký nè. Ồ cái này mà có size mà chị Song Anh là hốt đi tiệc. Em nói mấy chị bao phê luôn ha. Em nói thiệt, đầm này mà hốt đi tiệc là bao phê luôn, 85 ký nè. Thiệt. Thấy đầm xanh đẹp mà không thích kim tuyến. Dạ không thích kim tuyến chị về chị biết chị làm sao không? Chị nhớ cái cảnh mà ngồi ăn thăng long mà lựa hộp không? Chị lấy cái nhíp chị ngồi, chị gấp. Yêu, không yêu. Yêu, không yêu. Chị gấp chị đó chừng nào hết kim tuyến chị mặc. Đó, em chị thấy em tính hợp lý không? Đợi đầm công sở, dạ đợi em chị, đợi em nha. Đầm này 90-95 ký nè. Mã này hoa này đẹp quá. Mã này hoa mã số 3 là hồi chảy chị nào đặt nè. Mã số 3 nè. Đó. Ha. Mấy chị cứ từ từ đi. Đỏ đen. Đỏ đen của cô Lài Trần. Con sọ bị bự á nha cô Lài nha. Cái này cô Lài mặc không được đâu. Số 3 của Linh Chờ nè, đúng rồi Linh Chờ ơi. Con này là em là Linh Chờ ơi, con này mặc trời ơi, hơi cưng nha. Nếu không thích dài giờ cắt lên nha Linh Chờ. Nhận được hàng giùm chưa Linh Chờ? Con đỏ đen này cô Lài bị rộng. Ha. Được. Về đeo vô như bỏ đó. Ông nói sao ông không có điệu giống tôi hết à. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Nói nghe nè, da heo bị ế nha, 60.000 hộp. Ăn mà tới đây là coi như ăn dính dính lại nha. Nó giao không kịp á, tại tối hôm qua tới gần 100 bill nó giao ngày không kịp em. Chị ơi, làm ơn chốt cái đầm kim tuyến đi chị Huỳnh Hòn. Thiệt á, em nói thiệt á. Làm ơn, nhưng mà đầm này 100 ký lận. Màu ren hồng, không Văn Huỳnh, con này bự lắm. Chế nào 100 ký làm ơn hốt Bích Thủy ơi, Bích Thủy. Bích Thủy ơi. Thanh Thảo Nguyễn ơi, Trần Hạnh ơi, Ly Hồ ơi, 100 ký ai đâu mẹ ơi, chốt giùm con đầm này với.
Trời ơi coi nè mấy chị. Trời ơi chết cho sống gì nổi Thủy. Thủy ơi Thủy, em có đó không Thủy? Em trả lời chị đi Thủy ơi. Yêu em anh đâu. Đầm này size 85kg nè. Trời ơi chết rồi chết rồi. Trời ơi size 90kg một nhà nha Ngọc Bích. Đây em không biết là cái tay này nó sẽ nằm trên này hay là nó sẽ rớt xuống thì em không có biết nha. Nhưng mà mẫu sao em đưa lên vậy, còn mấy chị mặc vô thì mấy chị sẽ biết cái form nó sẽ như thế nào. Ok chưa? Đây à, đầm này size khoảng cỡ 85kg. Size VL này khoảng cỡ là 80-90kg đầm này. Một con 250. Vậy không lấy đi lấy gì vậy mấy má? Thiệt, hỏi câu gì không lấy lấy gì. Riêng đầm này về mấy chị cắt tới đầu gối cũng đẹp mà. Đừng cắt tới đầu gối nó sẽ mất hay cái đầm. Cắt tới ống quyển là được rồi nha. Tiếp tục. Số 3 của em. Số 3 hồi nãy đổi rồi bà. Bà béo thì Hằng Nghi đổi rồi. Đổi rồi nha, đổi rồi. Rồi đây. Hồi nãy chị Hình Hoàng chốt con đầm này còn con nè quý vị. Đẹp không? 250 chốt giùm em đầm thun nhúng. Đầm thun nhúng, đừng có chốt đầm thú nhúng nha. Không có con thú nào nó thích nhúng cái cỡ đó hết trơn á. Đầm này cũng size 80-90kg nè. Đầm này nãy có 1 con, giờ có 1 con nữa là 2 con. 2 con. Để kiếm cái đầm này có size BL cho cô. Cô Lài không? Yêu em anh đâu dám mong gì hơn được bên em. Được bên anh, nghe anh vỗ về. Từng bàn tay em yêu thương, từng bàn tay em trao trọn con tim. Hồng ruốc. Hồng ruốc là đầm yếm nha. Hồng ruốc là đầm yếm size 90-95kg nha. Đây, hồng ruốc. Đúng rồi chị Trinh Cao. Hàng này hàng châu Âu mà. Hàng này là hàng châu Âu, đâu phải hàng Việt Nam đâu mà đòi thay nhỏ. Không có. Cái này của Trinh Cao với lại cô Trần, cô Lài mặc mới đẹp nè. Nè, cái này cô Lài hoặc Trinh Cao mặc đẹp nè. Ở sau lưng nó coi nó làm hàng nút nè. Đẹp không mấy chị? Nó như công chúa gì á. Đầm này 250 caro xanh. Cô Lài mặc mấy con đầm này là đẹp nè cô Lài. Mấy con đó cô Lài mặc không được đâu. Một là cô Lài chọn mẫu đầm này nè. Mẫu đầm 200 này nè. Cái đó nó không có size 75kg chị Kim Anh Lương. Nè cô Lài mặc mấy cái con đầm này nè. Nó mới sang nè cô Lài. Không, cái này là con nói thiệt. Một là mã đầm 200 hoa văn xanh. Hai là cô Lài mặc đầm này. Hai là cô Lài phải mặc đầm này. Caro xanh bao nhiêu? Caro xanh này à, caro xanh này 250 chứ. Cái này đẹp lắm nha chị Ngọc Bích. Em có một con để dành nè. Đây nè. Cô Lài phải mặc con đầm này nó mới sang và đẹp nè. Đắp chéo nè ha. Có dây nịt nè ha. Con đầm này mới đẹp. Đầm này 300 hoa vàng. Đầm này có size nhỏ nè. Rồi lên, em lên đầm công sở để em đổ này ra, lên đầm công sở cho mấy chị nè. Ừ, hiểu luôn rồi, hiểu rồi, ngu rồi. Ngu rồi, bao đầm dưới đó con. Bao đầm này size lớn không à. Rồi đưa cái bao đầm đen này qua đây đi. Đây là có công sở size nhỏ nè. Anh ơi, đến chỗ em đi bắt Diễm Mu cái anh. Bao dưới đó, hai bao đen trước mặt con, một bao đầm, một bao đám nè. Đã xanh đâu không? Chết mẹ, không có đường ngồi luôn rồi đó. Đây nè, đây nè. Cái đó là áo hả? Áo khoác 120 nè. Hồi bữa mấy chị có mua một lọt áo khoác này đúng không? Nè, còn đâu được, còn đâu khoảng độ 8-9 cái nè mấy chị. Áo khoác xanh 120. Áo này mà mấy chị không mặc, mấy chị mặc cái gì nữa mấy chị? Ha? Nãy giờ lên toàn 90 tới 100kg không mấy chị Ngọc Bích. Nè áo khoác nè mấy chị. Áo khoác nhẹ có túi nè. Có nón nè.
size 60 đến 95 kg nè. Đây đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi, chốt giùm em áo khoác nhẹ 120.000 số lượng. Rất là ít. Nhanh tay thì còn, chậm tay đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua. Chốt lẹ giùm em để em lên đầm size nhỏ với lại quần đùi jean bụi bụi cho tao thở 2 ngày đi. Tao dồn tiền tao lấy cái lô này nhiều quá rồi. Như cho tao thở 2 ngày. Tao lựa cho, tao kiếm cho. Có Tú Anh Đòn 120 nè con. Tú Anh Đòn 120. Rồi ai nữa mấy chị ơi, ai nữa lên lẹ lẹ đi nha. Áo thun nè, chị nào chuẩn bị chốt đầm công sở chốt nha. Áo thun trắng 80.000 nè mấy chị. Mấy chị coi cái vải nha. Mấy chị coi cái vải giùm em nè. Dễ thương cực kỳ. Nhưng mà có 80.000. Ủa xin lỗi mấy chị nha, 100.000 nha mấy chị, 100.000 nha, không phải nó. Vậy chị lên lại được không, em mới vô. Chị đợi em lên mẫu khác hay lên lại thì ngày mai nha chị. Đây nè mấy chị, dễ thương không? Hơi bị dễ thương nha. Chữ có không chị là sao em không hiểu. Nè mấy chị xin không, 100.000 áo thun trắng. Hội quá trời cưng luôn. Chế nào chốt áo thun trắng thì chốt giùm em nha. Có size lớn, size nhỏ, size bé, size trung, 100.000 một con, không phải 80. 80 là do em xạo đó mấy chị. Rồi chị nào chốt áo trắng thì chốt, chị nào chốt áo khoác thì chốt nha. Không chốt em qua mẫu khác. Không chốt thì em qua mẫu khác nha quý vị nha. Không chốt qua mẫu khác. Áo thun trắng 75kg của chị Loan Nguyễn Lê. Chị Loan nó đọc cái tên tao tao cũng thấy ghét nữa. Loan Nguyễn Lê. Loan Nguyễn Lê 75kg nè. Áo bị lỗi rồi nè. Để trên đó đi anh, áo bị lỗi rồi. Để trên cái thành còn hai cho em. Bán cho mấy chị mấy con đầm 180 nè. Áo thun trắng 78kg của chị Diêu Huê. Diêu Huê nè, 100.000. Bán đầm le dông cho mấy chị với giá 180 nè. 180. Bán đầm le dông cho mấy chị với giá 180 nè. Đầm này là giống như le dông yếm á. Đầm này là Quỳnh Như ơi. Mẫu đẹp lắm nha Quỳnh Như. Mẫu này rất là dễ thương nha Như ơi. Hơi bị dễ thương và cực kỳ dễ thương luôn. Mà số lượng cũng có hạn ha. Cái này 16 quy rồi. Này 20 luôn nè, đầm này size 20 là có size 90kg luôn nè. Áo khoác 120 đầm chữ A có không? Đợi em coi trong cái lô thử chị, em lấy nhiều quá giờ em không có biết đó chị Dương Thanh Mai. Ngồi chơi với em chút nha chị Lon Lê. Coi thử Lon Lê nào. Sao thấy cái hình nền khác vậy? Nè đầm yếm nè quý vị ơi. Nè mấy chị coi form đầm yếm về đẹp không? Trời ơi mà rất là dễ chịu, rất là mềm nha. Chị mà chỉ có 180.000 thôi. Á chưa coi bill không biết bán đầm này 180 đúng không nữa. Bán đại đi chút xíu nữa coi da bill sau rồi tính sau. Nè chị nào mà size bự lấy con này nè, 90 đến 100kg, 85 đến 100kg lấy con đầm yếm này giùm tôi cái đi mấy chị. Hơi bị dễ thương luôn nha. Mà có 2-3 cái thôi. Áo khoác hả chị Lon Lê đây nè. Áo khoác hả chị Nhung, cái này dễ thương lắm chị Nhung. Áo khoác nhẹ nè. Áo khoác nhẹ mặc đi chợ đi tới đi lui hàng ngày có túi nè chị ha. Con này chỉ có 120 thôi, vải co giãn. Con này chỉ có 120 thôi nha. Thiệt tại vì lấy nhiều quá không nhớ hàng hết luôn á. Đầm này chị Hoàng Huỳnh về mặt hơi bị sướng luôn, 180 nè. Về mặt sướng lắm, vải đẹp đó chị. Nè con đầm này cũng kim tuyến nhưng mà kim tuyến xanh. Cẩm Tú Huỳnh vô coi nè, đầm yếm. Ủa bên em nó đâu có ghi bình luận đâu. Anh bị gì ở bên em, nó thoát nãy giờ rồi. Áo khoác của Thu Liễu Lê Thị nè. Thu Liễu Lê Thị 120. Nè chị nào mà 75, 70, 75kg đến 85kg với tới 90kg hút cái con đầm yếm size 16Q này nha. Tại vì con này nó số lượng nó không có nhiều, có 3 con mà em mặc một con. Chị Nhung, chị Hoàng Huỳnh mặc một con. Thì ở đây em chỉ còn một con size 75 đến 88kg thôi ha. Ok mấy chị ha. Nè đầm body nè. Đầm yếm nó có một màu, trời ơi hàng xúc này chị Beo. Nhưng mà chị Beo mà mặc cái con đầm yếm này chị sẽ thích cái vải này.
Vải này nó rất là mát, nhưng mà may hai lớp này chỉ có con hàng xúc thôi. Màu đẹp bà chị, màu rất là đẹp và sang nha. Màu rất là tự nhiên, sau đợt này cái tự nhiên em chuyển tông, cái em không mặc đầm nữa luôn á mấy chị. Tự nhiên cái mặc quần rin giáo dây gì không luôn á. Rồi lên đầm xúc cho chị xong anh lấy nè. Đầm xúc nha, 200. Size 14 dưới 75kg nè mấy chị, coi cái phơm đầm nè. Coi phơm đầm xúc nhà người ta nè. Có chết ông chết cha không? Nè coi vải nè. Nè body mà coi vải nè, đẹp không mấy chị? Size 14 dưới 75-76 tới gì vậy con? Mệt hay sao à? Mệt hay uống trà sữa không? Uống sinh tố không? Dạ được, chị dùng đơn được. Hồi chiều chị Nhung Lâm có cái áo ấy rin phải không? Được chị nha, được. À, đầm này size, size đó dưới 75kg nha, có size dưới 70kg nữa. Đây là dưới 75kg nè, kêu sinh tố bơ à. Con nói bụng phải không? Hai đứa ăn xuống ăn rồi từ từ tính tiếp. Đầm xúc 76kg. Cái này là dưới 75-76kg chị Nga Đông, 16Q. Nè chị Nga Đông nè. Đợi em kiếm size nhỏ cho chị nè, chị Tú Anh Đòn. 200. Em có một cái mẫu màu này nè mấy chị, em có mẫu màu này là dưới 72kg nè, đẹp không? Ha, nè nói chị, tay nè, tay bôn nè. Mấy cái đầm này mấy chị cầm ở ngoài mấy chị mới thấy thích lận đây nè. Ở dưới body nè, đầm này màu hồng nha. Hình như có một con hồng mà mấy chị ơi. Hồng này em có một con thôi nha. Nè. Nè của chị Tú Anh Đòn nè, 200. 200 của Tú Anh Đòn. Hồng em chỉ có một con thôi. Chị nào chốt hồng thì chốt hồng. Rồi lên đầm rin nha. Lên rin. Đợi em dọn này sơn chút nha mấy chị, không có chỗ ngồi luôn á. Má đồ xúc nó bụi quá trời. Body 69kg của chị Kim Liên. Chị Kim Liên nè. Đó rồi bữa nay đồ đè chết đây. Đồ đè chết chứ không có gì để chết hết. Dạ đầm xúc 200 hết rồi nha chị. Đầm xúc 200 rồi, hồng 72kg là chị tình nào cũng khoai dừa nè, có một con hồng nè. Mà vải êm lắm nha chị, tình nào cũng phai. Vải đi về chị sẽ bị mê ha. 200 nè. Dạ đầm đó hết rồi chị Tuyên Nguyễn ơi. Hết rồi nha chị Tuyên. Thấy chị về chuẩn bị lên đầm rin nha. Nè 60kg nè. Nè 60kg nè. Đầm 60kg nè. 300.000 nè. Rồi chị về chị thấy con đó chị sẽ bị mê mẩn. Đầm này lúc đầu bán còn được con nè mấy chị. Con này size 16. Con này size 16 là 85kg. Đầm này đi tiệc nha, tay nè đẹp không? Tay như ca sĩ á. Ha. Đầm này 300. Gì? Gì? Mất số rồi. Để ba đi mua. Ba đi mua gì muốn. Ba ơi. Ba còn tiền không? Con ra nè. Ba còn tiền không? Đây là đầm yếm nha mấy chị nha, đầm yếm này 250. Hết rồi chị Trân Ly ơi, hết rồi nha chị Tuyên. Mấy cái này mỗi mẫu nó có 1-2 cái à. Thiệt luôn á, không phải vì em sợ bán không được em lấy ít mà nó không có hàng, nó không có, nó tuồn đi. Hàng xuất khẩu mà. Đầm yếm nè mấy chị. Đầm yếm này 250 ha, size này là 65 đến 75kg đầm yếm. Nha mấy chị nha. Đầm đó 250.000. Để em sơ cái này, em tấm cái này cái xong rồi. Em lên đồ cho mấy chị để bao rin nha. Bao rin rồi lên đồ nam. Anh ơi, anh đẩy cái bao này vô đây cho em được không anh? Đổ hết luôn anh, đổ hết luôn. Cho khẩu trang bịt ngồi live stream mày. Xé ra luôn. Nè tranh thủ nha, 90kg vừa kim sinh đi.
lấy cái áo khoác trong bịch đây, em uống sinh tố bơ. Kêu hết là chỉ có anh uống sabo chứ nhiêu. Nè, của Kim xin ly nè con. Ít bơ hết, nói kêu là lấy ít đường thôi là đã hiểu nhà mình uống à. Đầm yếm 69kg cho em, chị Kim Liên lấy cái này. Trời ơi, mặc vô giống công chúa lắm chị Liên. Mặc vô rất là giống công chúa luôn nha chị nha. Cưng lắm. 250 của chị Kim Liên nè. Rồi lên đầm rin nè. Chị nào mà từ nãy giờ, từ đầu live tới giờ chờ đầm rin thì đây. Đây, hôm nay em sẽ lên đầm rin cho mấy chị nha. Ai mà đặt em ở trên bài viết rồi thì không chốt ở đây nữa nha. Áo khoác của Vi Hà con không? Áo khoác 120 của Vi Hà. Mấy chị coi form đầm rin nè. Thứ nhất là có cổ. Thứ hai là vạt, ở dưới đây là vạt bầu. Thứ ba là vải co giãn. Ok chưa? Thứ tư là nó là một cái loại đầm rin cho big size mà rất là đẹp. Tại vì nếu mấy chị có tiền, mấy chị không đi mua được cái mẫu nào như thế này. Cái con này về mấy chị mặc, mấy chị nào mấy chị săn lên. Mấy chị săn rồi mấy chị bóp nút chỗ này lại. Em nói mấy chị nó bụi cực kỳ nha. Mặc với cái gì cũng đẹp. Chốt giùm em đầm rin vạt bầu nha. Rin vạt bầu. Rin vạt bầu. Kèm số ký, rin vạt bầu kèm số ký. Rin vạt bầu kèm số ký nha mấy chị nha. Nói dòi nha, số lượng rất là ít. Có chốt thì tranh thủ chốt nha. 280.000 một con. Rin vạt bầu. Cái này hoa hải đường, ưng thì chốt nha. Rin rất là đẹp nha, hoa hải đường. Nói thiệt với mấy chị là rin đẹp lắm. Em nói mấy chị rin chóc như nước cất luôn. Rin vạt bầu. Rin vạt bầu của Lâm Đô La nè. Lâm Đô La size 14 thôi. Đợi chị kiếm nha. Size của kia là size 20 nha. Đợi em. Mấy chị đợi em hết đi, em đang kiếm hàng. Thôi hàng này mà hôm nay không chốt là thua luôn á. Là dùng từ là bó tay á mấy chị ha. Là dùng từ là bó tay á. Tại vì đẹp quá mà ha. Này không phải à, này rút bụng mà. Đợi em, đợi em. Đợi em kiếm. Em kiếm cho đúng hàng nha. Ôi, má vạt bầu rồi hết rồi không. Vạt bầu kèm số ký nha. Rồi em sẽ chia cho mấy chị ha. Vạt bầu kèm số ký. Size này size 20 của bé gì nè. Size 20 của cái chị gì ở trên cùng á. Jean. Chị Hạnh là có rồi nha. Áo khoác không. Vi Hà nè, rin vạt bầu nè. Rin vạt bầu size 20 của Vi Hà nè. Ha. $5 đợi kiếm size, kiếm mẫu đã. Đợi kiếm mẫu đã nha. Chứ không có còn đâu. Nè, rin vạt bầu của $5 nè. $5 280, Vi Hà 280. Hình hòn. Hình hòn. Nếu mà không có vạt bầu thì tí xíu mấy chị sẽ chốt sang mã khác cho em nha. Nhưng mà từ từ đi, mã khác là phải từ từ. Mã khác là từ từ nha mấy chị nha. Vạt bầu của chị chốt rồi. Vạt bầu là của ai nữa? Vạt bầu của Vi Hà, của Hình Hòn nè. Hình Hòn đã kiếm size 18 nha. Nếu không có mẫu này thì em sẽ từ từ chuyển mẫu khác cho chị. Mấy chị đợi em nha, đừng bỏ đi đâu hết. Tại cái con này lúc này nó cam go lắm. Cái con này lúc này nó cam go lắm mấy chị. Phải đúng size, đúng mẫu cho mấy chị mặc mới vừa ha. Đừng nôn của Hình Hòn một con nè. Hình Hòn một con. Có dùng là nó cái bì lớn này nè đi. Rồi Hình Hòn một con nè. Hình Hòn 280 nè. Rồi ai nữa vậy? Ai nữa mấy chị? Hình Hòn. Thảo Trần. Có thử Thảo Trần nào, rin 75kg của Thảo Trần nè. Thảo Trần nào. Thảo Trần nè. Rin này 66kg, chị Lê Thảo chưa có size nhỏ chị Thảo nha. 18 nè. 18, 16 nè.
14 của chị Lê Thảo nè, 66 kg. Lê Thảo, chị Lê Thảo này khách mới hay khách cũ à? Chị Lê Thảo hồi nãy có bill rồi đúng không? Đúng thì ok, lên nhầm em cái ghi chữ Lê Thảo cái bay. Lê Thảo là con cá dấu của Lê Thảo. Chị Quyên Nguyễn lấy đầm rin này size 92 kg hả chị Quyên Nguyễn? Nè Quyên Nguyễn nè, size 92 kg của Quyên Nguyễn nè. Nè ghi chữ Quyên Nguyễn nè. Rin vạt màu 75 kg của Mỹ Văn Dương. Cái Mỹ Văn Dương là khách mới bên em phải không? Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Mỹ Văn Dương, ok thì chốt giùm em trong tin nhắn địa chỉ số điện thoại nha chị nha. Chị nào đặt rồi thì đừng chốt nữa ha. À, chị nào đặt rồi thì làm ơn đừng chốt nữa nha. Là hồi nãy chị có bill rồi phải không? Bạc bầu của Dương Lo nãy giờ có chưa vậy? Nãy giờ có bạc bầu của Dương Lo chưa? Hả? Chưa. Bạc bầu của Dương Lo là size 18 nè. Không có nha, không có size 18 nha. Hết bạc bầu rồi. Em qua mẫu khác cho mấy chị ha. Qua mẫu khác cho mấy chị nè. 63 kg. Có 3 kg là phải size số 10-12. Nhưng mà đây còn 14 chị mặc được không? Dạ đúng rồi, đầm rin. Chị Linh Trương nè. Rồi chị Linh Trương đầm này, chị Linh Trương mặc hơi đẹp. Chị Linh Trương nè, đầm này 280 nè. Dạ ok chị. Lấy một cái 75 kg size 14 cho Thi My nè. 14 cho Thi My nè. Rồi là hết nha Thi My nha. À, chị Yến Linh Liêu chưa chốt kịp thì em qua mẫu khác chị chốt ha. Lê Thảo có rồi. Chưa đọc tên. Ủa Lê Thảo có đầm không vậy? Lê Thảo mới có đầm rin không vậy luôn? Có. Nè giờ lên tiếp cho mấy chị mã này nè. Đợi em đừng nôn, để em phân size cái nha. Đừng nôn nha mấy chị nha. Đây. Em lên cho mấy chị mẫu rút bụng. Em lên cho mấy chị đầm rin mẫu rút bụng 280. Mẫu này là em chưa có đăng. Chị Vivi ơi hết rồi, để chọn mẫu khác nha. Có chị. Chốt hồi nãy mà không được. Được rồi Dương Lo đây. Mẫu này là em chưa đăng cho mấy chị luôn nè. Đẹp không? Trời ơi. Em nói thiệt chứ con đầm vậy mấy chị muốn chốt gì nữa. Chốt giùm em rút bụng kèm số ký. Mấy chị coi vải riêng nhà em nè. Mấy chị coi nè. Dạ xin lỗi mấy chị một câu nha. Có tiền không đi đường quyền được với con này. Có tiền không đi đường quyền được với con này. Nãy kêu không có đó. Coi lại giùm có mẫu riêng chưa ok. Bé rùm ra chốt thử coi thử coi thử có cái bill của Lê Thảo không con? Có chị Thảo. Tại vì em nói là thôi bé lùm lấy mẫu rộng rộng với chị một chút. Chốt giùm em rút bụng nè. Rút bụng nha. Ôi chết chết sống gì nổi mấy chị. Nào đổi qua mẫu khác quýnh chạy không kịp luôn á. Rút bụng. Lấy rồi chị. Có size 65 kg. Rút bụng 75 kg. Kiểm tra mẫu nha. Thôi rồi rút bụng nè. Rồi ai rút bụng? Rút bụng size 14 của Nguyên Thảo. Coi thử Nguyên Thảo là Nguyên Thảo nào nha. Chốt với Nguyên Thảo, còn khách cũ, khách mới thì ra review mới cho ba luôn. Rút bụng. Rút bụng của Bích Tho Đinh 70 kg nè. Rút bụng của Bích Tho Đinh 70 kg nè. Rút bụng của Ngô Tú Linh nè. Ngô Tú Linh 280 nè. Rút bụng size 20 nè. Rút bụng size 20 là size của Dương Lo nè. Dương Lo 280 nè. Rút bụng của Đặng Lâm. Chị Nguyễn Hoa cho lên chiều cao cân nặng đi. Có cái Nguyên Thảo vi biêu màu xanh đi nha. Rút bụng 70 kg của Bích Thơ Đinh. Rút bụng của Ngô Tú Linh có chưa vậy? Có rồi. Rút bụng này size 18. Rút bụng mà để em coi thử có size 14 em chốt cho chị. Mười sáu rút bụng nè. 18 rút bụng nè. 20 rút bụng nè. Rồi em kiếm size cho đàng hoàng. 14 là chỗ ai nè. Đặng Lan.
Chị Đặng Lan, chị ơi em chốt với chị một cái rồi nha. Chị Đặng Lan, khách cũ với khách mới nè. Bên em là không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Mấy chị không ưng thì mấy chị cứ báo xã bill nha. Phải báo xã bill nha. Mấy chị chặt rộng thì cứ báo em đổi sai chứ không sao. Chứ đừng có bơm hàng em, tội nghiệp em nha. Công tình ngồi bán hàng, banh hát ngồi bán hàng, mấy chị thấy không? Ôi, rút bụng sao nhỏ đâu hết rồi trời. Rút bụng của Trương Thị Hường nè. Lâm Đồng, Nguyên Thảo Lâm Đồng. Có thử Nguyên Thảo nào nha. Nhung Lâm rút bụng. Rút bụng size 18 của Huyền Nguyễn Thị Thúy. Mấy chị mà size 65kg là không có size này nha. Nè Huyền Nguyễn Thị Thúy 280 nè. Rút bụng của Huỳnh Hòn nè. Rút bụng size lớn của Huỳnh Hòn nè. Huỳnh Hòn 280 nè. Không có sai chị. Không có sai. Không có sai chị Hoa luôn. Dạ chị Lan ơi, bên em có cho kiểm tra hàng khi nhận nha chị Lan. Nhưng mà tình trạng hàng hóa sai em báo với chị rất là rõ ràng ha. Báo rõ luôn chứ em không có mua gian bán lận đâu chị. Rút bụng 100kg của Vi Hà để coi thử còn không. Để coi thử còn không nha mấy chị, chứ cái này không có sai luôn. Cái này còn size 18 là lớn nhất rồi. Này cũng rút bụng nữa nè. Đợi em kiểm tra size 18. Để kiếm cái này có size 20 nè, Vi Hà nè. Vi Hà nó không có ý trên L đâu, nó có size 16 của Ngọc Điệp nè. Rút bụng của Ngọc Điệp size 16 nè, là size 16 của Ngọc Điệp nè. Hàng nhà chim đẹp lắm, mua là mê, muốn mua thêm. Cảm ơn chị. À, mấy chị ơi em có bị sót comment không vậy? Ai mà em chưa đọc tên đâu, ai em chưa đọc tên báo cho em. Dạ coi đầm đen phía sau lưng hả chị? Đây chị, đầm đen phía sau lưng có size từ 60 đến 100kg nha. Size 20 rút bụng. Sao chị nãy giờ chị ngồi mà chị không đặt tóm vậy chị Tâm Trương? Chắc em quấn chị quá à. Thiệt á, hàng này nó cái ăn hiếp mà chị cứ vậy không à. Hàng này hiếm lắm luôn á, chứ không phải hiếm vừa vừa đâu. Rút bụng 14 còn cho ai nè? 20 của chị Tâm Trương nè. 20 của Tâm Trương nè, nãy giờ ai đòi size nhỏ? Size 14 đâu rồi? Từ từ nha, 16 nè, chị Tâm Trương 20 phải không? 16 nè. Rồi còn một cái 14, chị Nguyễn Trang Trang rút bụng 16 nè. Em hai cái mà chị Nguyễn Trang Trang đặt là em chưa có chốt nha. Tại vì không có size đó. Rút bụng 16 của chị Nguyễn Trang Trang gò dấp nè. Nguyễn Trang Trang gò dấp nè. 14 hả? Gì đọc lại? À, 1,6, 63kg. Sai 14. Nói là tự chốt sai đi chứ để gì chốt sai. Rút bụng 72kg nè. Rút bụng 72kg của Vivi nè. Vivi mua hàng bên Ý Yên chưa? Coi cô nào khách mới nhắn tin đi con. Cô nào khách mới nhắn tin cho mấy cô đó đi. Rồi xong chưa? Cho coi lại mẫu rút bụng đúng không? Đây. Ai coi lại mẫu rút bụng thì coi giùm em nha. Đây mấy chị, đây là mẫu riêng rút bụng nha. Đây ha mấy chị ha, size 14 này nè, form nó nhỏ hơn nha. Hai mấy chị ha, trời ơi, con này mấy chị mặc lên mê lắm. Em nói thiệt, em dùng từ mê lắm là mấy chị biết rồi đó. Má cái lô sỉ kia nó đòi lấy hết mà. Đưa hết thì mấy chị không có hàng mặc. Thôi, bán sỉ nó cũng ngon nhưng mà hàng giờ không có hàng mấy chị ơi, hàng hiếm quá trời. Hàng bữa nay đi kiếm hiếm muốn chết luôn. Size 16 của chị Nga Trần nè. Chị Nga ơi, chị Nga. Dạ hồi bữa em với chị ăn ón tình là tính xong rồi đúng không chị Nga? Size 16 của Nga Trần. Coi Nga Trần nào là review mới cho Nga Trần luôn. Coi thử Vivi khách cũ hay khách mới luôn.
Vivi ơi, bên Yên không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha Vivi ơi. Ờ, chị Hoa mặc cái này không được đâu. Em á, chị Chuyên. Chị Chuyên em bán hàng big size. Chị Cao Liên cho lên chiều cao cân nặng. Chị Tuyết Ngân Nguyễn lên chiều cao cân nặng đi. Cái form này là form size của em mà mấy chị đâu có biết size nhiêu ký để mấy chị tự chốt. Mấy chị hiểu không? Size này là size nó tùm lum hạ tù. Mấy chị không có biết size đâu, mấy chị chỉ cần chốt là đầm rinh rút bụng kèm số ký, nó nhỏ nhỏ cho nghe thôi. Là em tự chốt size mấy chị nha. Mấy chị đừng có sợ. Em bán 4 năm rồi. Với lại em mặc từ cái năm lớp 3 tới giờ là em sẽ biết là mấy chị mặc được hay không mặc được. Cao Liên. Tại vì đầm này nó không có dây kéo đâu cho nên là mấy chị gì vậy? Cô Lan này hỏi là eo 95 size 14 sợ Yên nói nhỏ. Đặt hàng chưa? Chốt hàng chưa? Cao nặng nhiêu ký? Đọc lại. Nói là gì? Nói là vừa là vừa, không còn ý kiến nữa. Nè chị Cao Liên nè. Chị Chuyên ơi, em bán big size, không có size của chị đâu nha. Nhờ anh đi mà cái vía nó nhẹ đó mày. Vậy có đi nữa à? Ừ, đi nữa đi. Mét 63. À, chị Kim Duyên lấy đầm rinh phải không? Tuyết Ngân Nguyễn Thị nãy giờ chưa chốt đúng không? Tuyết Ngân Nguyễn Thị đó, nãy bà chốt mà giỏi, chốt 14 đi, bà thấy cái cảnh. 16 nha. 16 của Tuyết Ngân Nguyễn Thị nè. 16 của Tuyết Ngân Nguyễn Thị nè. Chốt đi rồi thấy cái cảnh. Yên ơi Yên à, chị không vừa ha. Chị nhà quận nhất không có xẹt. Sao anh Tư đóng đồ đó đó? Là bán rồi đó. Chị Kim Duyên chốt. Chị Kim Duyên ơi. À, chốt đầm rinh phải không chị? Kim Duyên chốt đầm rinh đúng không? Size 18 Kim Duyên. Xong chưa em qua mẫu nè quý vị ơi. Qua mẫu nha. Qua mẫu đầm rinh nha. Em qua em rút bụng 75kg của chế Mão Hoàng. Em qua cái mã này cho mấy chị nè. Chị nào mà 90-100kg chốt lẹ đi chứ lâu lâu nó có một mã đẹp rồi nha mấy chị. Nó không có hoài được đâu. Ha. Chị Mão Hoàng hết rồi. Chị Mão Hoàng size 16 hết rồi Mão Hoàng ơi. Size 16 của chị hết rồi, bây giờ còn size 18 với 20 thôi. Chút nữa chốt mẫu khác nha. Dạ đây chị Dung. À chưa thấy đầm rinh hả? Chưa nha chị Kim Duyên đâu rồi, con bị chốt băng ra chưa? Nè chị Kim Duyên, mẫu đầm rinh rút bụng nè. Mẫu đầm rinh rút bụng. Mẫu đầm này rút bụng mấy chị có mặt thoải mái chút, mấy chị rút ở giữa bụng vô vẫn đẹp ha. Nè chốt cái này cho cô Mão Hoàng đi con. Rồi. Kiếm sai rồi nè, chốt cái này cho cô Mão Hoàng đi. Cái của chị Kim Duyên để lại nha, chị chưa chốt á. Em lên mã này xong rồi em sẽ đút tiếp một mã đầm rinh nữa cho mấy chị ha. Kim Duyên có rồi. Rồi để im đi, để sau lưng từ từ review. Quần này là quần hàng xuất, mấy chị coi cái form quần hàng xuất nè. Mấy chị coi giùm em cái form quần hàng xuất màu ruốc nè, mấy chị coi độ coi giãn đã không? Form quần hàng xuất 150.000 kèm số ký. Form hàng xuất 150.000 kèm số ký. Hồi chiều nó có cái mã đầm rinh đá rồi mấy chị mà. Này, phải em chờ quần 6 không mới được. Không thảo rằng nào á. Em thấy nó rất là xinh xẩm. Cho nên em không lấy nhưng mà cao quá trời, 350, 380. Thảo mới vào đây. Cái gì? Thảo mới. Nó có túi sâu nha. Mấy chị muốn chốt con quần này thì chốt, bây giờ nó có size lớn nè. Quần này còn 150 của chị Ngô Tú Linh nè. Quần 150 của Ngô Tú Linh. Có quần size XL nữa nha. Này size L nè. Sao cứ đưa size S cho tôi hoài với trời. Yeah. Size L nè. Size L. Size M là khoảng cỡ 70kg nè. Ha. Trời ơi quần này vải đẹp lắm nha mấy chị nha. Nguyên đạt nguyên bảo quần 90kg vừa không? Để em coi cái thấy L để chế vừa không nha. Đợi em tí xíu.
vàng đồng ca em ha. 90kg của chị Nguyên Bảo nè. Quần này 90kg của chị Nguyên Bảo, 150 coi khách cũ khách mới. 75kg size L của chị Mão Hoàng nè. Rồi quần này mặc sướng lắm nha mấy chị. Hàng xuất mà một khi nó không may đẹp thôi, mà một khi mà nó có mẫu đẹp là không có cái hàng nào bằng nó hết đó. Mão Hoàng 150 nè. Cái hàng xuất nó hay lắm, cái mẫu nó sẽ rất là khó mặc đồ. Cái mẫu nó không có, mẫu nó hơi bị sến và già. Nhưng một khi nó dính mẫu đẹp rồi thì em nói với mấy chị, vải nó tuyệt vời. Nó tuyệt vời hơn cả tuyệt vời luôn, là cái hàng xuất đó mấy chị. Cái mẫu của nó là dùng từ là đỉnh của đỉnh. Quần của chị Huyền Nguyễn Thị Thúy XL nè. Phố đêm đèn mơ văng văng, văng văng, văng văng. Màu trắng của gì sao văng văng. Huyền Nguyễn Thị Thúy 150. Thôi em không lấy, đùi to không được. Chị bị gì vậy chị bảo? Quần 90kg, một khi họ đã may cái rập tới cỡ đó là nó sẽ vừa. Thôi vậy đi, chốt này chị Tâm Trương gặp đi con. Lên đầm đi chị, nãy giờ chưa ớn con gái. Nãy giờ chưa ớn luôn hả chị Ngọc Điệp? Từ đầu like tới giờ đã đút vô cái quần cái, bình tĩnh, đừng manh động. Hello chị Lan Anh Ngờ. Mấy tháng rồi mới mua lại nha chị Lan Anh Ngờ. Bữa mua cái túi là dừng tới giờ luôn á Lan Anh Ngờ nè. Bill chị Lan Anh Ngờ từ từ gửi nha. Dưới còn Bill không? Không biết nữa. Nè, hồi trưa là đi hỏi cái đầm này nè chị Tâm Trương đúng không? Đây, đầm 300. Size gì đây? Size 16 nè. Đầm chị Bích Thọ Linh làm ơn hút cái con đầm bi này giùm em một cái đi nha. Nó là thun lưới nha chị, mà nó rất là mềm, lưới nè, co giãn nè, mà chỉ có một chút xíu thôi. Đập rồi đổi quần rin nam đúng không? Đúng không? Đập rồi chị. Chị Hồng Điệp là hổm giờ gửi bưu điện hay gửi hàng gì ạ? Hay sơ giao hàng nhanh. Vậy là chị vô xử lý bill cô Hồng Điệp đi, nếu mà bưu điện thì kêu cô Hồng Điệp gửi hàng lên mình mới đổi được. À cho rồi hả? Rồi đây nè mấy chị, đầm này size 16 là 75 đến 85 kg nè. Mà em nói cho mấy chị biết cái đầm của hàng xuất nha. Cho địa chỉ cô đó kìa. Cô nào? Cô Hồng Điệp. Đây nè mấy chị. Ủa Hồng Điệp hay Ngọc Điệp? Hồng Điệp. Con này mấy chị không mua thì em sẽ đem về em chụp hình nha. Đầm đen dây chuyền hồi chiều trên kho còn đúng cái màu trắng là chị Tâm Trương. Để em kiếm mẫu khác hả chị? Bé lùng bé bi qua bển kiếm cho chị một cái quần rin size 36 thôi. Ừ. Để đổi cho chị Hồng Điệp luôn. Đậm nhạc im được hơn. Đúng rồi, đậm nhạc im cũng được. Vi Hà 2 cái đúng không? Vi Hà 2 cái, đây nè mấy chị. Cũng size 16 nè mấy chị coi đẹp không? Size 16 là 76kg trở lên tới 85-87kg. Cái đây là cộng dây nịt nha mấy chị. Cái này là cộng dây nịt giữa bụng ha. Trời ơi, mấy cái con đầm này sao chị Tâm Trương không lấy trời. Trời ơi, nó đắp chéo cổ mà em nói chị cái phơm vải. Cái quan trọng là cái vải này nó xuất sắc lắm. Cái vải này dùng từ đỉnh của đỉnh luôn á chị. Là cái con đầm này nè. Vải nó hay lắm nha mấy chị nha. Vải nó cực kỳ hay luôn. Mấy cái con đầm này là hồi trưa dành lộn nè. Đúng một con. Giờ size ai nấy hưởng thôi. Dưới 80kg. Giờ em nói thiệt với cái con đầm này chị nào vừa là chị đã trúng mánh thôi chứ giờ thua. Kiếm hàng nữa cũng không có. Nha mấy chị nha, kiếm muốn kiếm nữa cũng không có, đẹp không? Chị nào mà đúng 80kg chốt cái con đầm đi tiệc này làm ơn. Làm ơn. Chị thêm cái này nữa nha. Cái này là cái này nè chị Hạnh. Chị Hạnh lấy cái này nè chị Hạnh ơi. Chị Hạnh 75kg lấy cái con này nè chị Hạnh. Chị về chị coi cái vải đi. Chị coi cái vải của con đầm này nè. Nè chị Hạnh. Nguyễn Hạnh nè. Nguyễn Hạnh 300. Đầm bông trắng 78kg của chị Diêu Huê nè. Con Nguyễn Hạnh này cũng hàng nào đó. Nguyễn Hạnh nãy giờ chiều giờ có trưa chiều giờ có bill 2-3 món rồi đó. Chị Diêu Huê về cầm cái con vải này lên nha chị. Chị sẽ thấy được nó sẽ như thế nào ha. Diêu Huê nè. Đầm đó không có size lớn không em?
đầm bông, đầm bông, hai cái con đầm bông đó khách lấy. Em còn cái con này nè, con này cũng sai vậy nè, đầm bông trắng khách lấy rồi. Không, chị có 68kg là sai chị luôn đó. Nó sai, nó nằm tầm 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 đó là chị mặc được nghe chị Hạnh. Ủa coi thử Nguyễn Hạnh này, Nguyễn Hạnh nào, bộ trắng còn không, bông trắng hết rồi chị. Cái này Huyền Nguyễn Thị Thúy vừa nè, chị Huyền lấy màu này nè. Huyền, Huyền ơi lấy màu này nè. Huyền ơi, Huyền ơi lấy màu này nè. Huyền Nguyễn Thị Thúy sang không, sang quá trời luôn. Dạ bông đó khách lấy rồi chị Quy Huỳnh ơi. Coi Nguyễn Hạnh này, Nguyễn Hạnh khác nha, không phải Nguyễn Hạnh chiều giờ nha. Hỏi em nói chiều giờ đó. Không, chị không lấy cái đó. Sẽ của cổ Hạnh lại, sẽ của Hạnh lại, sẽ của Hạnh lại. Bông trắng của ai lấy nè, lên cái đen nào. Xì tin em mua cho mẹ 7-8kg. Mẹ nhiêu tuổi mà xì tin vậy gái. Đầm bông trắng, đầm đó không có size lớn. Bông trắng có chị trả lại nè. Chị Quy Huỳnh ơi, chị Quy Huỳnh ơi, chị Quy Huỳnh lấy bông nào, lấy bông trắng. Bông trắng này à. Ê Trà My bánh kem nha, bà là dùng từ là bà đúng phố đẻ, đẻ dùng từ là đẻ tổ Thiên Nga đó. Chiều nay chị để cho em ba con đầm hơi bị đẹp. Chị nói em nghe, giờ mà chị đưa lên trên like là người ta sẽ vô nói chị là sao. Chị để em ba con đầm, chị nói với em là phơm, phơm đẹp gấp 10 lần ba con đầm hồi bữa luôn. Lấy con này của Huyền Nguyễn Thị Thúy là 300. Thì Dương Dương khách cũ mà. 300. Lấy. À đây nè, chị hỏi chị Quy Huỳnh, chị Quy Huỳnh lên cho em nhiêu ký chiều cao cân nặng này nè, chốt cái này cho chị Quy Huỳnh nè. 300, dạ đúng rồi, nhưng mà chị cho em lên chiều cao cân nặng nha. Cái đầm này phơm chữ A nè, mà size 90kg nè. Đầm này size 90-95kg nè đây. Mấy chị coi cái này ở phía sau rồi nha. Nó kiểu giống như đầm yếm, nó y chang cái con vải đầm 300, con này 250. Nhưng mà đầm này size rộng, size chữ A đó, chị nào có bầu hay là bụng lớn hay là gì đó là mấy chị nên chốt con này ha. Con này là 250 nhưng mà size phải từ 85kg đến 100kg cũng vừa ha. Cao 1m58, nặng 65kg. Chị mặc đầm này nó sẽ không có ôm vô người, nó hơi bị rộng ra một tí xíu này nè chị Huy Huỳnh. Quy Huỳnh, em nói rõ tình trạng luôn nha. Chị ok thì chị chốt, không ok thì chị xả nha. Chị mặc nó sẽ hơi rộng một tí. 1m150kg mặc như ở truồng. Số ký đó mà 1m1 thì phải ở truồng nha. Ô quỷ vợ phèo. Vợ phèo ơi, mày vô mày chốt giùm tao cái con đầm này, cái vợ phèo. Mày chốt về đi, mày đừng có nói yên ô sao vải đẹp quá vậy. Dạ bông trắng khách lấy rồi, mẫu đầm đó em nhiều lắm. Gì vậy? Đó, đây hả? Nè ghi cho chị Hồng Điệp nè. Ghi quần của chị Hồng Điệp đổi. Anh ơi, ghi giùm em cái bill mới cho chị Hồng Điệp đi. Ghi Hồng Điệp đổi rồi từ từ. Cho nó ghi đi rồi ghi cái gì đó. Bông trắng khách lấy rồi chị. Mẫu đó em nhiều lắm nè mấy chị. Nhưng mà thôi từ từ. Em nhìn xem bóp vào được không? Không bóp được chị Quy Quy. Ví dụ chị đừng lấy, một là chị đừng lấy, để từ từ lựa mẫu khác. Em nói thiệt, tại vì á, em bán thì ngày nào em cũng like hai chập hết á. Áo yên mặc có không, 80kg không? Áo này khó mặc lắm, áo này tôi mặc đi ra đường không nè nè. Nó ló tới nửa lưng lận. À, chị Quy Huỳnh, cái hàng đầm xúc chị không có bóp được đâu. Thiệt, cái đầm xúc chị không có bóp được. Chị mà nghe nói đầm xưởng chị còn bóp được, cái đầm xúc nó may chị không bóp được. Cái này chị Quy Huỳnh đúng không mấy đó? Đúng. Đừng lấy, xả đi. Đưa cái đầm trắng của chị, đưa cái bill của chị Quy Huỳnh lại đi. Tại vì ngày nào em cũng hàng về hết chứ chị Quy Huỳnh. Ngày nào em cũng hàng về, em chưa khui hàng hết luôn á. Cứ từ từ mua đi chị, chứ mắc gì. Em mua ít nhưng em thích vào chị xem like vui lắm. Mua ít cũng được, không mua cũng được, mua nhiều cũng được. 5 tháng mua 1 lần cũng được, khi cần đồ nhớ tới tôi cũng được. Đừng bơm hàng là được. Nói thiệt, bơm hàng em thì thiệt sự không có thiệt hại em đâu. Xả thì em lấy Nguyên Thảo, lấy cái này ha. Mới nãy giờ mấy đứa lấy chưa? Nguyên Thảo nè con. Đó là nói thiệt tình á chị. Em bán là vậy không á. Mấy chị cứ bấm theo dõi em, ngày nào em cũng về hàng mới hết. Cứ bị vấn đề gì cứ báo em giải quyết hết. Trừ khi mà mấy chị, ví dụ em có một cái bill của chị Thị Vân nha, em nói cho mấy chị nghe. Em có một cái bill của chị Thị Vân. Cái cục hàng đầu xuống có một cái áo đen bị chật. Em nói với chị là chụp cái áo đó qua để em giải quyết, có gì em trừ trên bill luôn rồi xuống dưới ship thu đồ về. Có
cho em 1-2 ngày đi chị Đặng Lam. Em nói nhà em gì cũng có, em bán thực phẩm mà đồ ăn cũng có nè, đồ dùng cá nhân cũng có nè. Em đang làm một cái kho trên kia, em bán tất cả những thứ dùng hàng ngày của mấy chị luôn á, mà chưa khai trương được. Thì em mới nói chị là chị chụp hình qua, thì trong quá trình đó một cái bill thứ hai xuống thì bà không nhận. Bà chửi shipper rồi bà đòi kiểm tra hàng tùm lum hết. Em không cho kiểm tra hàng, em kêu dội cục hàng về đi em. Tại bà đứng bà chửi mà nó gọi điện cho em, bà vẫn còn đứng bà chửi. Thì bà về bà mới kêu là tại sao không đổi cái áo đó cho bà, cho nên em chị không nhận hàng em không đổi. Thì đó là em xử lý cũng không sai. Em xử lý không sai tại vì cục hàng xuống rồi về mất em hết 80 ngàn mà. Cho nên là ví dụ mấy chị đàng hoàng với em sẽ đàng hoàng với mấy chị nha, cứ vậy em. Tại vì em cũng cần khách, mấy chị cũng cần em. Mà thiệt sự mấy chị không mua em thì mấy chị mua người khác cũng được, em không quan trọng. Một mẫu đầm giống vậy đó nè mấy chị, nhưng mà con này có size đủ size nè nha. Nè, cũng một mẫu đầm y chang vậy luôn. Mấy mẫu này về mấy chị sẽ thấy cái vải là mấy chị sẽ mê. Đây là em nói thiệt nha, tại vì đưa lên này mấy chị sẽ không có thấy được cái nếp vải nó đẹp hay không. Này size 16 luôn nè, Huyền Nguyễn Thị Thúy. Mấy chị thấy phơm đẹp không? Em nói thiệt lòng luôn á, phơm đầm này hơi bị đẹp, giá thì cũng cao nhưng chất lượng. Size 16 nè, để em kiếm được còn size này, đổi thứ nhiều quá. Mới lai xong nó lộn xộn, nó như cái đống bùi nhùi. Size 12 nè, size này thì dưới 72kg. Size này thì dưới 72kg, size 12 nè. Size này thì chị gì đó mặc được, chị gì đó khách mới mặc được nè. Size này là size 12 nè. Size 12 này là từ 65 tới dưới 72kg được. Nha, em nói rất là rõ tình trạng luôn á. Em nói rất là rõ tình trạng chị. Eo 93, mít 7, 84kg. Trời ơi, chị Trinh Trần này giá hơi bị đẹp, đầm vàng của chị Hạnh nè, 300. Chị Trinh Trần mua hàng là chỉ cần là báo size khoảng cỡ 77kg là được rồi. Chị Trinh Trần mua hàng là đi mua hàng like chỉ cần báo size khoảng cỡ 77kg là được rồi, 75-77kg là được rồi. Size 12 khách lấy là chị Hạnh mới lấy là chị Đảo. Tại vì hồi nãy em đun cái đóng đồ hồi chiều em like xong em đun xuống phía dưới, cái thành ra giờ hàng nó lộn xộn. Đợi em, từng cơn phố về đâu đợi em. Em thích bông. Tự nhiên bữa nay về lô đầm vui quá mấy chị. Bị về lô đầm đẹp quá cái vui. Vũng Tàu cho số điện thoại 675. Đây, size 12 nữa nè, 200 nha, 200. À, hồi nãy lên con đầm này like mà chưa kịp đưa lên cái lo nói chuyện xong bỏ xuống nè. Đầm trắng công chúa nha, đầm trắng công chúa con này. Size này size không có lớn, size này size 3X không có lớn đâu nha mấy chị. Size này khoảng cỡ 90-100kg, sao không có lớn. Lên rim tiếp đợi em tí xíu chị đây. Size này 90-100kg đầm công chúa nha. Rồi ren mềm lắm nha mấy chị. Ren mềm ơi là mềm như công chúa. Ha, chị nào chốt đầm trắng thì chốt. Giờ lên liên tiếp cho mấy chị ha. Phạm Huệ. Lên liên tiếp. Lúc đầu là em lên liên vạt bầu. Cái thứ hai là em lên liên rút bụng. Và cái thứ ba bây giờ là em sẽ lên liên cột dây cho mấy chị nha. Liên cột dây. Con đường xưa em đi, người ta kéo dây chị. Biết đường em. Không phải quên đâu chị, mà chị Hạnh biết sao không? Trong cái Facebook em mua là khoảng cỡ 8 người Nguyễn Hạnh. Bây giờ không nốt cái tỉnh, tại vì em đâu có chốt em không có chốt tự động như người ta. Nếu mà mấy chị em biết sai mình mà đi chốt tự động là em sẽ không nhớ từng chị, để em nhớ số ký để em biết cái tính của mấy chị. Mấy chị hiểu không? Rất là nhiều Nguyễn Hạnh, chị thông cảm, nhiều lắm. Nhiều lắm, em là chốt hàng thủ công. Ví dụ mấy chị mà mua hàng em 1-2 lần em nhớ số ký luôn. Bé gì 4 chữ á. Vi Hà chị nói thiệt nha, cái lô áo nam bao trước mặt kìa. Chị về là em nhìn lô áo đó em mê, nhưng mà tối nay lên không kịp. Không có vừa đâu Huyền, đừng giỡn mặt. Đồng ý là size 16 nhưng nó không có dây kéo. Ủa, chị Thanh Thảo Nguyễn đây là em không có nhầm nè. Rồi chị Kim Diêm sao rồi? Chị Kim Dương xả đi.
Không có dừa Thanh Thảo ơi, giỡn hoài, nó không có dây kéo đó. Rồi đâm nút nè. Đâm này là nút từ trên xuống dưới nha. Đâm này là nút từ trên xuống dưới. Như Bích Thủy nó đổi hình ảnh vô báo cáo em á mấy chị. Mấy chị coi cái phơm đầm nè, đẹp không? Dây cột bụng nè, không dây cũng được tùy mấy chị. Vải co giãn nè, mấy chị coi từ cái phơm tới cái quát nè, đẹp không? Rồi xuất sắc luôn ha. Chốt giùm em đầm cột bụng. Con này đẹp quá. 280.000. Ngày hôm nay về tổng cộng là hết cái kho luôn rồi nha, 60 mấy cái, coi như gần hết rồi. Ở đây còn khoảng cỡ 10 mấy cái nữa là hết, là coi như em bán ngày hôm nay 50 cái rồi mấy chị. Đó là nãy chị thấy ông Nguyễn Thạnh, Nguyễn Thọ đi quá trời. Gì trời? Gì vậy Long? Gì đâu. Anh tao, tao mệt quá. Đổi giùm em chồng khác giùm em cái mấy chị. Rồi Thảo Trần bị nói của ai đâu mà không trọng tay không thấy bà. Bích Tho Đinh nè. Rồi thấy rồi, ở chỗ thấy rồi. Hoài sức ớn, sao tôi mệt ghê, mệt đó trời. Ủa vậy ướt có áp lực thiệt hết chứ. Rồi chị cũng dưới gần thật. Thảo Trần Gò Bắc nha em, hỏi quần xấu gì đâu nè. Đang gột bột. Chị Thùy Dương Dương này hồi xưa giờ mua mình mà kêu chưa có địa chỉ số điện thoại hả? Mới cho đây nè, chứ hồi đó mất rồi không thấy. Ủa vậy hả? À? Xin lỗi anh. Thùy Dương Dương nè. Rin có size, chốt rin kèm số ký. Mấy cái hàng này áo hàng xuất có hồi xưa bán đâu có ai mua đâu Nhi Ti. Chứ để mặt đá Nhi Ti à, coi trống nguyên cái lưng nè. Đó. Trống tới gần tới lưng quần luôn á. Ừ, chỉ có ông Phước là cho em mặc đồ gì ra đường thôi. Chứ mấy anh chồng khác nó quýnh lên bờ xuống ruộng rồi nha. Dùm có thôi, chứ gì dùm. Rin có sai Thảo Huyền Trương. Có luôn nha, chốt mau chốt lẹ đi quý vị ơi. Rồi, Nguyên Nguyên tổng tay như thế đó. Nguyên Nguyên là một bà ba nít đó. Trời ơi, ba nít này tôi theo kịp rồi. Theo không kịp giờ cũng phải theo, giờ bà thích ba nít mà. Nguyên Nguyên vậy là Mỹ Nguyên cái dưới nữa không? Không biết nữa, à Nguyên Nguyên này không biết ai nữa, kiểm tra lại đi. Nhiều nít kiếm ơi. Nè Thảo Huyền Trương nè. Ôi, chưa chụp kịp mặt Phật cho Thảo Huyền Trương luôn. Để chị chạy về chị chụp cho, để tối gửi bill cho mày chứ. Đầm chị mới cầm 80kg, 280. Đầm 80kg của chị Phương Thảo nè. À, Phương Thảo Tỉnh nè. Phương Thảo Tỉnh. Phương Thảo Tỉnh 280 nè. Đầm rin. Hết sạch rồi mấy chị. Còn đây ba cái, bên này còn có ba cái, dưới kia cái, bốn cái hết rồi. Hết sạch sẽ luôn. Nãy giờ chị Phương Thảo vô trễ quá. Á à, không biết, chết mẹ rồi. Hồi chiều có view hay sao á? Nguyên Nguyên. Cái gì đây vậy? Chị xã. Ủa vô chốt chị xã ta. Khó hiểu quá. Rồi đưa rồi, đưa rồi, đưa rồi. Nãy giờ đang trễ quá, giờ lên bao đồ nam thì không kịp rồi, chắc mai quá quý vị. Nè chị Phương Thảo có lấy thêm đầm rút bụng không? Hồi chiều cho địa chỉ số điện thoại chứ chưa có chốt chị hai. Có điều gì mà em. Ủa chứ vô coi thử, vô coi là cái nguyên đó hồi chiều chốt gì vậy? Chị kêu nãy chị kêu ba món nữa. Thì bởi vì em mới nói bé Lùng là coi thử là vô chốt, coi thử có hồi chiều là chốt cái gì để mình biết. Chứ hồi nãy chị kêu là chỉ ba món rồi. Lên bộ công sở cho mấy chị nữa rồi mình nghỉ nha. Hay lên gì ta? Lên bộ công sở đi. Lên bộ công sở cho mấy chị nữa rồi nghỉ nè. Bộ này 250.000, bộ này xưởng nhà em nha. Bộ này xưởng nhà em, 250.000 vải co giãn. Bộ này chốt là bộ gì ha? Bộ sao ta? Bộ công sở đi. Đây. Bộ công sở cổ lá sen, cổ trắng á mấy chị ha. Chiều của đó comment là đầm cánh sen, đầm sơ mi xanh, đầm ngôn gì đó. Rồi cuối cùng bà chốt được gì không? Không chốt gì hả? Không chốt được gì hả? Vậy nói nhắn tin nha cho cổ đi. Chỉ có chốt được một cái đồ tối hôm nay thôi. Cái đồ hồi trưa cô chốt không có kịp. Đây nè mấy chị, đây là bộ công sở nè. Chị nào chốt bộ công sở tay có hai nút nha, kèm với lại quần dài. Bộ này vải co giãn nha mấy chị nha. Bộ này là xưởng nhà em cho nên sẽ có đủ 4 size. Dưới 70kg một size, dưới 80kg một size, dưới 90kg một size và dưới 100kg một size. Nha mấy chị nha. Mấy chị chốt bộ công sở thì chốt giùm em ha. Mấy chị chốt bộ công sở thì chốt giùm cho em bộ công sở
nha mấy chị nha. Bộ công sở, chị nào chốt công sở thì cứ mạnh dạn chốt lên giùm em ha. Rồi, mai mình gặp nhau nha mấy chị nha. Mai gặp nhau nha quý vị nha. Mai mình gặp nhau. $5 có chưa mấy đứa? Thảo Hiền Trương Quang có đi chưa? Thảo Hiền Trương chưa có đi bà. Cho coi lại bộ công sở hả chị Diệu Huệ? Bộ này đẹp lắm nha chế. Bộ này dễ thương mà đẹp mà mãi co giãn lắm nè. Đây chị, bộ này chị mặc lên chị mê cái form liền. Cái bộ này nè, với cái vải nó đẹp lắm chị. Cái vải nó rất là đẹp luôn. Đây chị ơi, con đường xưa em đi. Đây nha, nói rồi là bộ công sở mà hơi bị xinh. Bộ này dùng một từ là xinh thôi. Đầm bi bao nhiêu ký vừa? Đầm bi này chị Thu Anh vừa bé lùng bé bi ơi. Vô bi của bi đem cái mannequin này bi lấy cái đầm bi. Tại đầm bi này có hai cái à. Quên nãy cho mặt quên đây. Bộ này co giãn lắm nha. Để em đưa cái đầm bi chị Thu Anh coi. Đầm bi này chị Thu Anh vừa. Size từ 60 đến 70 ký. Size 12, 72 ký. Nhưng mà cái vải nó sẽ ôm vô người dưới này. Nó có bo bụng á. Nó sẽ ôm vô người mấy chị. Nó không có rộng thùng thình ra. Con này 220. Con này 220 nha quý vị nha. Má nhiều cái đầm trăm ký đẹp ghê trời. Ha. Xem size là cái gì chị đẹp ơi? Cái gì chị đẹp? À chút nữa gửi cái bill chị đẹp đi. Chị đẹp gửi hai cái quần lên em nhận được em chuyển khoản trả tiền cho chị đẹp cho. Chị Ngọc Điệp ơi, chị gửi hai cái quần lên. Bây giờ đi qua bển kiếm hai quần size 36 cho chị Ngọc Điệp nè, bỏ vô gửi hàng cho chị đi. Chị gửi hai cái quần kia lên cho em nha, nhớ gửi lên cho em chứ tội nghiệp em nha chị Điệp. Ủa mới hả, có đưa lên cái rồi đúng không? Đưa lên rồi. Tìm ra tìm cái nữa. Hai cái của chị Điệp. Này mà hai rồi. Hồng Điệp, Ngọc Điệp. Hồng Điệp này nhớ bữa để hai cái 36 ở đâu nè, hình như bỏ ở dưới rồi sao á. Kiếm hai cái 36 ha. Nè chị đầm bi 220 nè. Để em gửi hàng cho chị luôn. Rồi chị nhớ gửi hai cái jean lên cho em nha chị đẹp, tội nghiệp em chứ không em lỗ lòi. Nè chị dễ thương không? Mà em nói chị nghe cái vải nó rất là mềm. Cái vải nó mềm lắm chị Thu Anh. Nó là lưới. Chị thấy cái lưới sao được cái vải lưới nè, nè. Cho chị coi cái vải lưới sao thì nó mềm giống vậy á. Nhưng mà của cái thằng hàng xuất á nó may đẹp lắm. Nó may rất là đẹp, kiếm hai cái 36 hai màu đây rồi để chị coi thử. Tại chị nhớ là bữa bỏ dưới cho Hồng Ngọc Điệp rồi. Ha mấy chị ha. À chị Thu Anh có chốt con này thì chốt luôn cho em nha. Chúc em đi hàng cho chị luôn. Rồi ước gì đưa mấy cái đầm rin qua đây coi. Ước gì có mấy cái hàng đầm đồ rin nhiều ha. Rồi đem xuống dưới cho Ngọc Điệp. Đem dưới rồi chúc chị xử lý cho Ngọc Điệp luôn. Đúng rồi. Ôi ước gì mà mấy cái đầm rin là nhiều ha mấy chị ha. Nè cô Thu Anh lấy 220 nè. Em có muốn đi về làm dâu. Đừng có bắt em phải u sầu. Sập sinh nhạc đông đưa anh chưa có hứa. Anh nhiều câu. Oh yeah. Rồi mai gặp lại mấy chị nha. Mấy chị muốn mai em lấy hàng gì báo em. Được cái chứ nhà bán ít ít ngày ít ít bill chứ mà. Không có nhân viên chứ mà. Hai cái quần mình gửi nhận được chưa? Nhận được báo liền. Chị Đinh Thị Thiêu sai bao nhiêu đổi lên bao nhiêu đi nói luôn em đổi luôn. Chứ mấy chị là khách lâu rồi em đâu có sợ mất đâu. Còn sợ mất không là do duyên số mình thôi. Báo đây sai bao nhiêu đổi bao nhiêu em kiếm em xuống em làm luôn. Bi đang ở nhà dưới hả Bi? Bi kiểm tra thử ở trong cái bill của Ngọc Điệp đã có hai cái quần rin chưa? Chị đi đâu giờ chị mới về vậy chị Hiền? Chị đi đâu giờ chị mới về vậy? Rồi mai gặp lại nha, đầm rin hôm nay về toàn đầm rin không? Đi nhậu mới về nè. Rồi hai cái size 32 đổi cho Đinh Thị Thiêu luôn Bi ơi. Này có con 32 rồi nè. Lùng qua bên kia kiếm 32 nha. Này 29.
Này 32 nè. Này một con là qua kiếm con 32 nữa xỉn rồi. Quần súc Nhật Nam về chưa? Chị đợi đi, lô này chị lấy không được đâu. Lô này để em đổi hàng cho khách hết rồi ngày mai em xử lý. Một là em trả kho, hai là em xin bà cái giá sale. Ừ em bán hàng mà để mà cái gặp đó, để mà đổi tới đổi lui là em méo không ưa bán mấy chị. Cái tính kỳ lắm, cái tính rất là kỳ. Nhưng mà kệ bà đó mấy chị, bán gì mà khách ưng là được à ha. Rồi mai gặp nhau xỉn đi ngủ đi chị. Quần nam đó đúng rồi, quần nam chị đổi 32 đúng không? Lựa hai cái màu cho Linh Thị Thiêu. Gì vậy? Chưa có vậy bỏ hai cái đó vô để đổi.